Dân gian Ngụy Văn Thực Lục chương 438. Người sống chúng ta. Trong vô tận, tất cả đều có định số, giống như người trước khi gặp chuyện, tướng mặt sẽ có sự thay đổi trước vậy. Trước đây tôi cưỡng chế đổi quẻ cho Trần Mù, ngón tay cũng bị chọc nát. Ăn bát cơm đỡ âm linh này, tôi vẫn luôn nỗ lực để tuân thủ quy tắc của nghề, nhưng đây không phải việc dễ dàng. Lúc này tôi sắp phá quy tắc, đến cả pháp khí đỡ âm linh tôi mang theo người, cũng bắt đầu có chỗ khác thường. Tôi cắn răng, không dừng động tác trong tay lại, mà bắt đầu đỡ âm linh. Tôi quá hiểu mục đích của kẻ đó. Hắn muốn đối phó với tôi, không trực tiếp xuất hiện, chắc chắn là do không nắm chắc sẽ đối phó được với tôi. Trước tiên khiến tôi phạm cấm kỵ của đỡ âm linh, bản thân tôi sẽ bị phiền phức đeo bám, sợ rằng lúc đó hắn mới sẽ mặt đối mặt đồng thủ với tôi. Nhưng tôi lại chẳng có lựa chọn nào khác. Nhặt bạch chim từ dưới đất lên, đặt vào vị trí bên cạnh mà tay có thể với tới. Nén tất cả những tư duy hỗn loạn xuống, đem tất cả sự chú ý đều chuyển lên trên người xác nữ ở trước mặt. Đèn công tắc hình như hơi sáng hơn một chút so với ban nãy. Hai chân cái xác nữ duỗi thẳng đờ, cái màu tái xanh ấy ngày càng rợn người. Một tay tôi ấn lên trên bụng cô ta. Trong lòng bất thình lình bị một luồng khí lạnh ập tới, còn cảm giác từ dưới tay truyền lại thì có chút khác với những lần đỡ âm linh trước đây, không phải là cái kiểu cứng đờ lạnh buốt, mà là hơi có chút mềm mại và có độ đàn hồi. Lại nhìn cái xác nữ một cái, tuy cô ta không động đậy, nhưng tôi lại cảm giác hai con mắt của cô ta đang lượn lờ xuống phía dưới, chằm chằm nhìn tôi. Cô tôi vốn chẳng thù oán gì, tôi không biết tên cô là gì, không biết nhà cô ở đâu. Đứa bé trong bụng cô không thể sinh nở, chết oan hai mạng, oán khí ngút trời, tôi biết cô muốn giết người. Giết người chẳng qua đầu chạm đất, nhưng giết người xong, cô sẽ không đầu thai được nữa, đứa bé con cô cũng sẽ không còn cơ hội đầu thai. Nếu như cô có thể nhìn được không động sát niệm, tôi sẽ giúp cô tìm ra người nhà để thờ cúng. Mí mắt tôi hơi giật, những lời này nói xong, mà tâm trạng lạnh lẽo oán hận của cái xác nữ vẫn không hề giảm bớt. Cô ta chắc là nghe không lọc lời tôi nói. Tôi cũng không trì hoãn thêm nữa, bàn tay đang ấn da bụng của xác nữ hơi hơi dùng sức. Đồng thời hạ giọng thì thầm, sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, đặt hối danh. 12 tháng, cúng nến hương, đỡ âm linh. Ban đầu tiên là hạ giọng thì thầm, đến lúc sau thì trở nên the thé đến mức như hát sơn ca khiến toàn thân người ta nổi đầy da gà. Thân thể của xác nữ đột nhiên rùng mình hai phát. Giữa hai chân tuột ra một bọc thịt màu tím đỏ. Cái âm thai này lại bị sinh ra cùng với cả nhau thai luôn. Những xác mẫu tử khác, đỡ âm linh ra đã sớm chẳng còn nhau thai nữa rồi. Tôi nâng âm thai trên tay, nhanh chóng đem nó đặt chung với tượng gốm xương mèo. Cũng vào lúc này, cái xác nữ vừa sinh nở xong kia, đột nhiên vụt một phát ngồi bật dậy, hai con mắt oán hận chằm chằm nhìn đối diện với tôi. Giây tiếp theo, một tiếng mèo kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Tôi định thần, một tay túm lấy âm thai đặt chung vào với tượng gốm xương mèo, tay còn lại rút gậy khóc tan ra, đập mạnh một phát về phía cửa sổ bên cạnh. Một con mèo đen cũng vừa vặn từ bên đó nhảy lên, định lao về phía xác nữ. Đầm. Gậy khóc tan vững vàng đập lên đỉnh đầu con mèo đen, nó ré lên một tiếng rơi xuống đất, chẳng đứng dậy tiếp được nữa, mà chỉ còn liên tục co giật trên đất. Tôi chằm chằm nhìn cái xác nữ, cô ta cũng chẳng có phản ứng gì khác. Chỉ là cảm giác lạnh lẽo ở trong căn nhà mái bằng này ngày càng mãnh liệt hơn. Cúi đầu nhìn tượng gốm xương mèo, điều khiến tôi ngạc nhiên là âm thai tại sao vẫn chưa vào trong. Kết quả tôi lại cảm giác thứ trên tay hình như hơi động đậy một chút. Bất thình lình bị một phát như thế, liền khiến trên người tôi nổi không ít da gà. Lẽ nào là âm thai hóa xác? Đây không thể nào là ảo giác của tôi, nó đúng thật là động đậy một phát, cái cảm giác nhớt nhầy đó khiến người ta rất khó chịu. Tượng gốm xương mèo không thu âm thai vào trong được, đây là một phiền phức lớn. Kể cả là âm thai đang yên ổn, cũng có khả năng vì điều này mà biến thành hài linh. Tôi cũng chẳng biết nguyên nhân, chỉ có thể phán đoán đơn giản, nó chắc là sẽ hóa xác. Có điều âm thai hóa xác tôi cũng đã từng thu rồi, hồi đó vợ của xưởng trưởng Châu được vớt lên, thai long phụng vì tranh thứ tự ra đời trước sau mà mọc cả lông trắng rồi. Không thu vào trong tượng gốm xương mèo được là bởi vì vấn đề nhau thai. Tôi nhanh chóng dùng dao găm đỡ âm linh gãy bỏ nhau thai, lại dùng kéo đã ngâm qua máu rồng nhỏ cắt đứt dây rốn. Bóc bỏ nhau thai ra xong, đứa bé này hai mắt nhắm nghiền, nhăn nhúm giống như ông già bé con vậy. Còn chưa đợi tôi đặt đến trước tượng gốm xương mèo, nó đã lại run rẩy một phát. lần này không có nhau thai che chắn, tôi liền có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ là, nó đến một tí lông trắng cũng chẳng có, cũng không có lông đen và lông đỏ của huyết sát, lẽ ra không như vậy được chứ. Còn chưa bật xác, làm sao có thể động đậy được. Càng quan trọng hơn nữa là, nó cũng không thể nào thành xác sống được. Điều kiện bắt buộc của xác sống chính là có chấp niệm đến chết cũng không hóa giải được, không cam tâm tắt thở. Âm thai muốn thành xác sống thì bắt buộc là mẫu xác thành xác sống trước, như thế mới có thể thành xác sống mẫu tử. Người đàn bà đáng thương này đã chết đến không thể chết tiếp được nữa, oán khí của cô ta không nhẹ, còn chưa hóa xác đã muốn bật xác, có điều cô ta cũng không phải là xác sống. Tư duy như luồng điện nhanh chóng xẹt qua. Sau khi đưa trẻ sơ sinh lại run rẩy một chút xong, đột nhiên, bên tai tôi vang ầm lên từng tràng tiếng kêu gào khóc lóc hung hãn chói tai. Trả con lại cho tao. Âm thanh này còn kèm theo từng đợt gió mạnh lạnh thấu xương. Hóa ra là từ phía sau lưng tôi truyền lại. Da đầu tôi như nổ tung, trong lúc thất thần, cái xác nữ đang đối diện với tôi, toàn thân đã mọc ra lông nhung màu đen. Hơn nữa đám lông nhung này còn đang dần chuyển sang màu máu. Vụt quay đầu lại, thứ xuất hiện ở phía sau lưng tôi, hóa ra chính là người đàn bà mang bầu ở căn nhà bên cạnh kia. Dây xích buộc trên cổ cô ta đã bị tháo ra rồi. Hai mắt cô ta trống rỗng oán hận, trên tay còn có một con dao phay gỉ sét, đang chém thẳng về phía đầu tôi. Tiếng gào khóc vừa nãy chính là do cô ta phát ra. Trong lòng tôi rất rõ, đây là do người đàn bà đã chết kia hóa xác, khiến cho bà bầu còn sống này bị vong khách nhập, giống như lần đó Tiểu Niếp khiến Pháp Y bị vong khách nhập vậy. Bà bầu này làm gì còn ý thức, cô ta chỉ muốn chém sống tôi thôi. Nhưng tôi cũng không dám ra tay với cô ta là một người đang sống sờ sờ, còn sắp lâm bồn chờ sinh nữa. Người bị vong khách nhập đều không biết đau đớn là gì, nhưng tôi mà đánh cô ta thì không chừng sẽ đánh thành một xác hai mạng luôn. Toàn tính của kẻ đó đúng là mắt xích này nối tiếp mắt xích kia, kể cả tôi phá vỡ cấm kỵ, hắn cũng không để tôi đi phá một cách nhẹ nhàng. Trong lúc suy nghĩ, tôi nhanh chóng né qua nhát dao này của bà bầu kia. Kết quả rắc một tiếng nhỏ, cô ta lại một dao chém luôn lên trên tượng gốm xương mèo. Tượng gốm xương mèo lập tức vỡ nát, mảnh vỡ rơi đầy đất. Vẻ mặt cô ta hung hãn, đầu tóc rối bù, oán hận hét lên một tiếng nữa, trả con lại cho tao. Mày với nó cùng hại chết tao, còn định cướp con tao, hôm nay tao phải liều với mày. Bà bầu lại chém một dao về phía tôi, trong phòng quá chật hẹp, khiến tôi liền bị ép thẳng đến góc tường. Cái xác nữ trên giường kia đã hoàn thành triệt để quá trình hóa hắc sát, lông đỏ cũng đang dần dần che phủ lông đen. Cô ta không chỉ ngồi dậy, mà chẳng biết từ lúc nào còn dựng đứng lên ở bên cạnh giường. Cái đầu xoay lại nhìn tôi, đôi chân thon dài hở ra ngoài, vẫn còn đang có máu chảy xuống. Không biết là ảo giác hay do tác dụng tâm lý, mà tôi cứ có cảm giác cô ta giống như đang cười vậy. Lông nhung nhỏ mịn trên đầu trên mặt cô ta, càng khiến người ta trào lên cảm giác khiếp sợ. Tôi cũng đã bị dồn đến mức chẳng còn chỗ lùi nữa, cũng chẳng dám vứt cái âm thai đi, một tay liền trực tiếp tóm thẳng về phía cổ tay bà bầu kia. Chỉ riêng tốc độ phản ứng, tôi đã nhanh hơn cô ta nhiều rồi, một phát túm lấy cổ tay cô ta xong, thuận tay lại kéo cô ta lên trước một phát, mượn lực chém về phía cái bàn ở bên cạnh. Rầm một tiếng, con dao phay chém lên trên bàn, liền chặt sâu luôn vào trong. Sắc mặt của bà bầu kia càng hung tợn hơn, cũng không buông tay, mà dùng sức rút dao. Tôi nhân cơ hội này, né qua người của bà bầu, lách mình đến phía trước cái xác nữ ở cạnh giường. Nhanh chóng mò la bàn nhái ra, bóp một phát đập lên đỉnh đầu của cái xác nữ. Giây phút la bàn nhái rơi lên trên đỉnh đầu cô ta, lông nhung trên người cô ta liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. La bàn nhái 3 tầng phong thủy đến cả huyết sát cũng có thể trấn áp dễ dàng, đối phó với cô ta, phải nói là dễ như trở bàn tay. Bà bầu kia vốn vừa mới rút dao ra, đang lần nữa lao về phía tôi, thì thân người cũng đột nhiên đứng khựng lại, mềm nhũn ngã vật ra đất, hôn mê bất tỉnh. Tôi thở hắt ra một hơi dài, gân xanh trên huyệt thái dương vẫn đang không ngừng co giật. Ban nãy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, sớm đã biết cô ta chắc chắn sẽ hóa xác, đồ nghề trấn xác với tay là có thể lấy được. Chỉ có điều bà bầu kia xuất hiện quá đột ngột, ép tôi tránh ra luôn. May là, cuối cùng cũng có nguy không có hiểm. Nhìn cái tượng gốm xương mèo vỡ nát, tôi vẫn có chút khó xử. Tượng gốm xương mèo chỉ còn mỗi một cái đó, những thứ khác lần đó đều để lại thôn Liễu Hà rồi, tôi còn phải về thôn một chuyến, nhưng bây giờ điều càng quan trọng hơn là sự an nguy của Từ Thi Vũ. Còn cả bà bầu này cùng với xác chết của người đàn bà kia cũng phải xử lý thỏa đáng. Lấy ra một mảnh vải, tôi dự định bọc âm thai lại trước đã. Trải mảnh vải ra thì cũng coi như không trực tiếp chạm đất nữa. Âm thai vừa tuột khỏi tay đặt xuống thì nó đột nhiên lại động đậy một phát nữa. Hơn nửa lần động đậy này không còn là run rẩy nữa, mà là co giật. Thậm chí trong lúc co giật còn có kèm cả mấy tiếng khóc yếu ớt. Tôi không khỏi kinh ngạc. Cùng với tiếng khóc yếu ớt, vị trí ngực bụng của cái âm thai này cũng không ngừng phập phồng lên xuống. Nó không giống như những âm thai mà trước đây tôi từng tiếp xúc có nước da trắng xanh, mà ngược lại là toát ra một thứ màu đỏ như tôm luộc. Chỗ mà ban nãy tôi túm lấy người nó cũng có vết đỏ, giống như người bị bóp véo lâu vậy. Vô thức, tôi đưa tay ra, đặt lên trước cánh mũi của nó. Hơi thở yếu ớt phả lên trên đầu ngón tay tôi, cho dù nhẹ như sắp tắt, nhưng vẫn có thể xác định, đây chính là hơi thở. Lúc đó tim tôi liền như bị bóp chặt vậy. Đứa bé này, hóa ra còn chưa chết. Nó tuyệt đối không phải là xác sống, có thể hô hấp, còn có thể khóc, đích thực chính là người sống mà. Trên trán tôi đã dày đặc mồ hôi, ngoảnh đầu nhìn dây lụa trắng phía sau cửa một phát, rồi lại nhìn cái xác nữ kia một cái. Máu đang chảy giữa hai chân cô ta, tuy màu sắc đã sậm hơn nhiều, nhưng cũng không phải là máu bẩn của người chết thời gian rất dài. Tôi liền hiểu ngay ra. Đây chắc chắn là sau khi tôi phát hiện ra địa chỉ kia ở trong nhà Từ Thi Vũ, trên đường đến đây, kẻ đó mới giết người đàn bà này. Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn, nhưng cũng đợi tôi vào trồng xong mới thực thi. Sợ rằng trước khi tôi đến, người đàn bà này vừa mới chết chưa lâu. Thai nhi được tôi đỡ ra, vẫn còn một hơi thở, cũng là bình thường. Tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, gọi cho 120. Tiếp đấy lại liên lạc với Phùng Chí Vinh, giải thích đơn giản tình hình ở đây, bảo ông ta đi liên hệ với phòng ban của Từ Thi Vũ bên cục. Sở dĩ tôi không tự mình gọi cảnh sát, cũng là bởi có rất nhiều chuyện không nói rõ ràng được, có Phùng Chí Vinh nhúng tay vào, sẽ đỡ hơn một chút. Lúc này WeChat cũng nhận được một tin nhắn mới, trên đó viết: La Thập Lục, cách có mấy ngày, mà đúng là phải nhìn nhau bằng cặp mắt khác, nó ở dưới sông ngầm, tao tha cho nó một mạng. Có điều, mạng của mày, tao sẽ lấy. Tôi bỏ qua luôn tin nhắn thứ hai của hắn. Sông ngầm. Con sông ngầm ở phía dưới nhà họ Cố. Thế thì Từ Thi Vũ đúng là đang ở chỗ hiểm. Chỉ là tôi cũng chẳng cách nào lập tức đi ngay. Đứa trẻ sơ sinh trên mảnh vải trắng, hơi thở ngày càng yếu hơn. Tôi nhanh chóng cởi bỏ một chiếc áo len ở bên trong đường phục, bọc lên người cho nó. Lại cởi áo khoác trên người cái xác nữ kia xuống, nhưng vẫn chẳng tác dụng gì. Đứa bé này đúng thật đáng thương, trước khi ra đời mẹ đã chết rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cũng bức bối khác thường. Mạng của nó với tôi, chẳng phải cũng có chỗ giống nhau đến kinh người sao? Đứa bé còn sống được sinh ra từ bụng người chết. Âm sanh tử đấy. Chỉ có điều, nó sợ là không trụ được tới lúc xe cứu thương tới. Sự bức bối của tôi cũng trở nên nhiều hơn, hơi thở yếu ớt này của nó, đúng là vì nguyên nhân âm sanh tử. Hay là, bởi vì tôi đỡ đẻ cho nó, nên âm khí xung đột với hồn phách của nó. Nếu đúng là như thế thật, thì chẳng phải chính là tôi hại mạng của nó sao? Giây phút ý nghĩ ngày xuất hiện xong, liền không sao xua tan đi được. Trong cấm kỵ của âm sinh cửu thuật, rõ ràng có một điều, chính là âm khí của bà đỡ âm linh sẽ xung đột với hồn phách của trẻ sơ sinh, khiến chúng vừa ra đời liền sẽ mất mạng. Bất thình lình, tôi cũng nhớ lại bà nội tôi hồi đó, bà moi tôi từ trong bụng mẹ tôi ra. Tôi chẳng phải cũng là trẻ sơ sinh còn sống sao? Tôi vẫn luôn chẳng nghĩ đến chuyện này, trước đây cũng vô thức cho rằng mẹ tôi chết rồi, thì đó có nghĩa là đã chết, không được coi là bà bầu còn sống nữa. Nhưng đứa bé chung quy vẫn còn hô hấp, âm khí vẫn có thể xung đột. Thân người tôi vô thức run rẩy một cái, sự bức bối trong lòng cũng càng nhiều hơn nữa. Cúi đầu nhìn đứa bé đó, đặc biệt là chú ý đến vị trí đỉnh đầu của nó. Nắp thiên linh, PS nắp học sọ, cũng chính là chỗ của thóp trước. Trẻ sơ bình thường ra đời, thóp trước chưa từng đóng, trước 1-2 tuổi, đều đang trong quá trình đóng thóp. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trẻ con dễ nhìn thấy ma quỷ. Phía dưới thiên linh là thần hồn, đứa trẻ vừa ra đời tư duy thuần khiết, cộng thêm thóp trước thiên linh mở rộng, nên có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Cùng với việc sau đó thóp trước đóng lại, những thứ không nên nhìn thấy sẽ không còn nhìn thấy được nữa. Vị trí thóp trước của đứa bé sơ sinh này hóa ra lại bị nứt ra một đường rãnh. Việc này đã nói lên đầy đủ rằng nó đích thực là bị tôi xung đột hồn phách. Kể cả xe cứu thương có tới, cũng không cứu được mạng nó. Cấm kỵ sở dĩ là cấm kỵ, bởi vì gần như không thể xoay chuyển được, chỉ có thể cố gắng báo ứng. Tôi không những phạm cấm kỵ, còn hại mạng người. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lại nhớ ra thuật cuối cùng trong Âm Sinh Cửu Thuật. Kỳ thực những năm nay, tôi vẫn luôn cảm thấy bà nội tôi trông rất già. Tôi 22 tuổi, bố tôi cũng chỉ có hơn 40. Người ở thời của bà nội tôi, thông thường đều chưa đến 20 đã có con, kết quả bà trông giống hệt như người già tuổi xế chiều, như nến tàn sắp tắt vậy. Mạng sống trên người tôi, hoàn toàn không chỉ là của mẹ tôi, của ông nội tôi nữa. Trong đó còn có một bộ phận, sợ còn là của bà nội tôi. Tay vô thức sờ lên trên đỉnh đầu, ngón tay còn có thể chạm đến một khe nứt nhỏ xíu không rõ nét. Khe nứt đó cũng nằm ở vị trí thấp trước, giống hệt như đứa bé sơ sinh này. Năm đó tôi cũng bị xung đột hồn phách. Nguyên nhân tôi có thể sống sót không phải do may mắn, mà là bởi vì bà nội tôi đã dùng thuật cuối cùng. Thuật thứ 8 của Âm Sinh Cửu Thuật là sát thuật, đoạn mạng hồn của mẫu tử sát, còn thuật thứ 9 lại là sinh thuật. Nếu như âm thai sắp chết nhưng chưa chết, hoặc bà bầu còn một hơi thở, thì đều có thể cứu mạng người. Thuật này cần dùng máu của bà đỡ âm linh, sau khi sử dụng xong, bà đỡ âm linh sẽ bị rút ngắn 10 năm tuổi thọ. Trên thân người tôi còn mang theo 10 năm dương thọ của bà nội nữa. Đồng thời, tôi lại có thêm chút thấu hiểu Âm Sinh Cửu Thuật lên tầng cao hơn nữa. Đích thực là bà đỡ âm linh không được đỡ đẻ cho người sống, nhưng sinh thuật lại cho một cơ hội cứu người, khiến bà đỡ âm linh có thể dùng 10 năm dương thọ để cứu vãn việc phạm cấm kỵ này. Nói thật, lúc nghĩ rõ những điểm này ra, tôi liền do dự. Có điều sự do dự này, chỉ trong giây lát, bèn lập tức bị xua tan. Con dao găm đỡ âm linh trực tiếp rạch qua đầu ngón tay trỏ. Giây tiếp theo, ngón tay trỏ liền ấn thẳng lên trên vị trí thấp trước thiên linh của đứa bé sơ sinh kia. Nếu như chỉ là một người xa lạ bên đường gặp phải tình huống này, tôi chưa chắc đã cứu. 10 năm dương thọ, tôi phải tổn thọ 10 năm, đi cứu mạng một người xa lạ. Tôi chẳng thánh thiện ngu xuẩn kiểu đấy, dùng mạng sống của mình để đi làm việc tốt. Chỉ là người đàn bà này chết, đứa bé này bị âm khí xung đột hồn phách, dẫn đến việc vỡ thóp trước, tôi đều cảm thấy bản thân khó thoát trách nhiệm được. Nếu không phải là tôi, mẹ con bọn họ khả năng sẽ không bị người ta nhắm đến, để gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống này. Trong âm dương thuật, đây cũng là nhân quả. Không cứu bọn họ, tôi sẽ chịu trời phạt một lần trước, bọn họ vì tôi mà chết, tôi sẽ lại chịu trời phạt một lần nữa. Đồng thời, việc này cũng sẽ thành ma chướng trong tâm tôi. Trong lúc suy nghĩ, tôi vẽ ra thức mở đầu của phù văn, hạ giọng lẩm nhẩm, lấy ngón tay làm bút, lấy máu thay mực, lấy thai nhi làm giấy, lấy mệnh trời sinh tải sinh hồn. Càng là phục vị, lục là lục sát, thiên là thiên ất, quỷ là ngũ quỷ, họa là tai họa, tuyệt là tuyệt mệnh. Diên là diên niên, sinh là tham lang. Càng lục thiên ngũ họa tuyệt diên sinh, chu bút viết chữ, kỳ lân trấn hồn. Trong lúc hạ giọng lẩm nhẩm, tôi cũng phát thảo ra một tờ phù. Trên đỉnh là 3 chấm thủy nằm ngang, thủy là âm, cũng là sinh khí, phía dưới thì là một chữ phụng, ngay tiếp đó là 2 chữ xá lệnh, tất cả liền hàng từ trên xuống dưới. Rồi tiếp phía dưới nữa thì là 4 chữ kỳ lân trấn mệnh. Phía dưới cùng thì dùng chữ cương kết thúc, cương trong thiên cương, khóa chặt sinh khí hồn phách. Sau khi vẽ xong tờ phù này, tôi có thể cảm nhận rõ nét thân người mệt đến nhũng ra. Vị trí ngón tay trỏ, dường như luôn cảm giác có dòng chảy không ngừng không nghỉ, giống như máu đang không ngừng chảy ra ngoài vậy. Tôi cũng không lập tức thu ngón tay về. Phù thì vẽ xong rồi, dòng chảy này chính là sinh khí, là 10 năm dương thọ mà tôi phải mất. Hại người thì dễ cứu người thì khó, bây giờ tôi mà bỏ ngón tay ra, sợ rằng tất cả công sức phía trước đều phí hoài. Khi cái cảm giác suy yếu ấy gần như ăn mòn toàn bộ thân người tôi, thì cảm giác dòng chảy kia cuối cùng cũng chấm dứt. Vị trí mà ngón tay tôi chạm tới, vết nứt chỗ thấp trước của đứa bé đã thu gọn lại chỉ còn một khe hở rất mảnh. Hơi thở của đứa bé này cũng không còn yếu ớt như ban nãy nữa, lồng ngực cũng lên xuống có lực hơn. Đột nhiên, mắt nó vụt mở ra. Giây tiếp theo là một tiếng trẻ con khóc que que, vang vọng khắp cả căn nhà. Việc này không hề có bất cứ cảm giác khủng khiếp nào, mà ngược lại khiến lòng người ta vui mừng không xiết. Tôi vẫn không nhịn nổi cảm giác suy yếu kia, thở dốc lùi ra sau mấy bước. Suýt chút nữa thì ngã bệt ra đất, nhưng sau lưng lại bị người ta đỡ lấy. Có điều tôi không có cảm giác nguy hiểm nào, ngoảnh đầu nhìn một cái, người đỡ tôi quả nhiên là mẹ tôi. Mẹ ngẩn ngơ nhìn người đàn bà trên giường, và cả đứa bé vừa được tôi thi triển sinh thuật kia nữa, rõ ràng tâm trạng cũng có không ít chấn động. Mẹ dường như cũng nhớ ra gì đó, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Mẹ, Từ Thi Vũ, ở dưới sông Ngầm, chỗ trước đây mẹ cứu con, bây giờ con đi cứu cô ấy, mẹ ở đây canh chừng một lúc được không? Đứa bé này chắc không việc gì nữa rồi, bà bầu kia cũng chỉ bị vong khách nhập, xác chết người đàn bà này bị con trấn rồi, sẽ không gây loạn đâu. Đợi xe cứu thương, người nhà họ Phùng và cảnh sát tới, thì mẹ đi luôn, đừng để cho người ta nhìn thấy. Tôi cố nén cảm giác mệt mỏi kia, lúc này tôi cũng không dám nấn ná thêm nữa. Đi cứu Từ Thi Vũ trước, để tránh lại phát sinh biến cố. Kỳ thực tôi vừa nãy cũng có dâng lên ý nghĩ để mẹ tôi đi trước. Nhưng lại lo lắng kẻ kia có chiêu trò gì nữa, mẹ tôi không nhìn ra, sẽ gặp nguy hiểm. Hắn rất hiểu tôi, chắc chắn cũng rõ tôi không chỉ biết mỗi đỡ âm linh. Chỉ đơn giản là để Từ Thi Vũ ở chỗ đó. Việc này là không thể. Dù sao giây trước hắn còn nói, tới muộn rồi, Từ Thi Vũ khả năng sẽ mất mạng. Suy nghĩ xong, những lời này của tôi cũng nói hết. Mẹ tôi hơi hơi gật đầu, chỉ nói một câu, nó không được chết. Mẹ nhìn tôi, đưa tay ra định sờ lên mặt tôi, đáy mắt toàn là vẻ thương xót dành cho tôi. Tôi cố nén cảm giác mệt mỏi và suy yếu, xốc lại tinh thần, quay người ra khỏi căn nhà mái bằng. Ánh trăng yếu ớt, bóng tối trên đất bị kéo ra rõ dài. Cảm giác mệt mỏi và suy yếu đến từ sâu trong thân thể, tôi bước ra ngoài một đoạn, lúc đến gần chỗ chính bắc, phía chính diện của núi Nội Dương, mới hơi hồi phục một chút tinh lực. Tôi lúc này mới hiểu ra, hao tổn dương thọ, không phải đúng là hao tổn thân thể thật. Cái cảm giác mệt mỏi ấy đến từ việc thân thể không thích ứng với việc sinh khí của bản thân bị giảm bớt, cũng giống như việc âm dương trong bảo địa phong thủy bị mất cân bằng, dẫn đến núi lở đất sụp vậy. Tôi bình ổn lại, thân thể cũng tiếp nhận việc hao tổn dương thọ, giống như cân bằng được phần sinh khí còn lại lúc này, nên cái cảm giác mệt mỏi ấy mới giảm bớt đi. Tốc độ bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Lúc chạy đến dưới chân núi phía chính diện núi Nội Dương, cũng tốn mất thời gian khoảng mười mấy phút. Mặt đường nứt toát đến đây đã thành địa tầng đứt gãy. Bản thân khu nhà của nhà họ Cố, đến một chút tàn dư cũng chẳng còn. Mực nước của sông Dương dường như cũng sụt xuống không ít, phần ngoài nhất của cái hố sâu khổng lồ kia hình thành một vành đai cách ly. Chỗ ban đầu tôi khiến trâu sắt đâm vỡ, chính là đường phân cách. Ra ngoài là dòng nước chảy của sông Dương, vào trong là dòng sông Ngầm bình lặng. Ánh mắt của tôi nhanh chóng quét qua cái hố sâu này, nhìn một lượt nhưng không thấy Từ Thi Vũ ở đâu. Có điều việc này không làm khó tôi được. Mò lấy định la bàn ra, nhìn kim chỉ bên trên dịch chuyển, tôi cũng cúi đầu phân tách chữ Từ Thi Vũ. Chữ Từ không có dấu hiệu tướng quẻ, còn hai chữ Thi Vũ, chữ trước có bộ là khẩu, khẩu đối ứng với quẻ đoài. Đối ứng với quẻ đoài là chỗ núi lở đất sụp bên bờ sông. Còn Vũ là thủy, thủy đối ứng với quẻ khảm. Lưỡng khảm kết hợp thì là ở cạnh nước, có chỗ núi lở đất sụp. Ban đầu tôi không dùng bát quái địa lý này tìm bà nội tôi, nguyên nhân rất đơn giản. Cho dù tôi tìm đến Trần Thương, một thành phố Trần Thương rộng lớn như thế, tôi gieo quẻ kiểu gì? Tướng quẻ tương đồng quá nhiều. Thông thường có dùng bát quái địa lý này, cũng chỉ có thể là phạm vi nhỏ mới có khả năng tìm thấy. Tướng quẻ của việc tách chữ biểu thị, Từ Thi Vũ chắc là ở gần cạnh chỗ nước này, thậm chí kinh qua việc nhà họ Cố sụp đổ lần đó mà vẫn còn có vị trí chưa hoàn toàn bị vỡ hỏng. Rất nhanh, ánh mắt tôi liền hướng lên phía trước một cánh cửa cống còn sót lại. Sông Ngầm lần đó bị trâu sắt giật tung cửa cống, chỉ còn sót lại một số tảng đá lộn xộn ở bên rìa. Có điều vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy, bên cạnh còn sót lại một nửa lối đi. Trong lúc vui mừng, tôi cũng nhanh chóng đi vòng phía dưới chân núi Nội Dương, từ một hướng khác tới phía bên rìa thân núi, trèo lên phía dưới chỗ đá lộn xộn đó, rất nhanh đã đến cửa vào lối đi kia. Bản thân phía sau khu nhà của nhà họ Cố nối với núi Nội Dương, còn có thể sót lại một nửa lối đi, sợ cũng là do nguyên nhân núi Nội Dương. Lần đó lão Lý Đức Hiền đó chủ yếu cũng chỉ cho nổ phá sông Ngầm, nổ sập nhà họ Cố mà thôi. Nhanh chóng tiến vào trong lối đi này. Tôi một phát liền nhìn thấy, ở một chỗ trong góc, Từ Thi Vũ bị trói bên trên một tảng đá lớn. Cô ta rũ đầu, mặt mày hốc hác, trên mắt bị bịt một mảnh vải đen, miệng cũng bị nhét kín, trông vô cùng đáng thương. Vị trí đỉnh đầu cô ta còn có không ít đá lộn xộn, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi rùng mình, tốc độ càng nhanh hơn. Sau khi chạy đến bên cạnh Từ Thi Vũ, liền vội vàng dùng dao găm đỡ âm linh cắt đứt dây thừng trên người cô ta. Từ Thi Vũ rõ ràng rất hoảng loạn, không ngừng giãy giụa. Tôi hạ thấp giọng, nói một câu là tôi, La Thập Lục. Từ Thi Vũ nghe vậy mới thôi giãy giụa, có điều cô ta rõ ràng đã sợ chết khiếp, sau khi mở trói xong, liền dùng sức nắm chặt lấy tay tôi. Vị trí trên đầu vọng lại tiếng cọt kẹt khó nghe. Tôi vụt cổng Từ Thi Vũ lên, nhanh chân bám leo lên chỗ ban nãy tôi nhảy xuống. Phản ứng của Từ Thi Vũ cũng rất nhanh, cô ta ôm chặt lấy tôi không buông lỏng. Tôi cũng chẳng biết lấy sức ở đâu ra, trong chớp mắt như thế mà tôi đã trèo về lại chỗ vị trí chân núi. Ngoảnh đầu nhìn lại, tảng đá lớn trói Từ Thi Vũ ban nãy đã bị đá loạn ở trên đỉnh thi nhau rớt xuống, hoàn toàn bị vùi lấp trong tiếng động âm âm. Vừa há mồm thở dốc, tôi vừa lau mồ hôi, Từ Thi Vũ cũng rời khỏi lưng tôi, cô ta lập tức trút bỏ miếng vải trong miệng ra. Tôi vội vàng giúp cô ta tháo bỏ mảnh vải đen bịt mắt. Giây phút nhìn thấy tôi, hai mắt cô ta lập tức đỏ lên, nước mắt chảy dài trên gò má. Tôi nhất thời cũng cứng họng, chẳng biết nên an ủi cô ta kiểu gì. Từ Thi Vũ chằm chằm nhìn tôi, rồi đột nhiên hình như lại có vẻ ngập ngừng muốn nói. Tôi cũng hít sâu một hơi, nói, tôi biết cô có rất nhiều điều muốn nói, tôi cũng có không ít chuyện muốn hỏi cô, có điều chỗ này không an toàn, kẻ đó vẫn còn đang nhắm vào tôi, sợ là cũng nhắm vào cô. Đi về trước đã, về rồi nói sau. Từ Thi Vũ mím môi, có điều cô ta vẫn mất tự nhiên hỏi một câu, La Thập Lục, tóc anh làm sao thế? Tôi ngẩn ra một cái, Từ Thi Vũ hỏi tôi cái này, là ý gì? Có điều giây tiếp theo, tôi lại cảm nhận một luồng hơi lạnh chọc thẳng vào lưng. Vô thức ngoảnh đầu lại, hướng tôi nhìn ra vừa vặn là một đoạn của sông Dương. Bên đó có đổ một chiếc thuyền không nhỏ, giống như là du thuyền. Một chiếc đèn pha cực lớn, đang chiếu thẳng lên người tôi và Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ hét lên một tiếng, vội vàng bịt mắt lại. Toàn thân tôi cũng đột ngột căng cứng. Chằm chằm nhìn chiếc du thuyền đó, đèn pha gần như khiến tầm nhìn của tôi bị quáng gà. Ánh đèn pha đó quá mạnh, chiếu rọi khiến hai mắt tôi bỏng rát. Từ Thi Vũ một phát túm lấy vai tôi, cưỡng chế xoay người tôi lại, khiến ánh nhìn của tôi tránh chiếc du thuyền kia ra. La Thập Lục, cẩn thận mắt anh. Tôi cố nhịn cảm giác tim đập mạnh, nhưng vẫn không thể đè nén được sự phẫn nộ cuồn trào nơi đáy lòng. Thời gian này, tôi đã trải qua không ít chuyện. Nhưng ký ức về chiếc du thuyền trên sông lần trước vẫn còn như mới. Chỗ tôi đứng tuy đã khác, nhưng đoạn sông mà chiếc du thuyền đó đổ vẫn không hề thay đổi. Tất cả những việc này cũng vẫn chưa trôi qua quá lâu. Ba chữ Lý Đức Hiền này gần như từng chữ rít qua kẽ răng tôi ra ngoài. Cuộc đấu lần trước giữa tôi và Lý Đức Hiền, nói cho cùng, chẳng có ai thắng ai thua. Lý Đức Hiền vì giết tôi và Trần Mù mà đem xác chết của Thanh Nhi và Trần Viễn Quy đi, tôi với Trần Mù cũng suýt chút nữa thì mất mạng ở đây. Nếu không phải có mẹ tôi cứu mạng, thì tôi và lão đều đã thành vong hồn xác chìm dưới đáy sông Dương rồi. Nhưng nhà họ Phùng lại trả một cái giá cực lớn, ít nhất mấy chục người chết ở đây, Cố lão gia cũng chẳng sống sót. Sau đó chúng tôi tìm về quê Lý Đức Hiền, nhưng phát hiện lão vì vận hành phong thủy bản thân mà chôn sống song thân phụ mẫu, khiến bọn họ vũ hóa, phù hộ con cháu. Lúc đó chúng tôi còn tìm ra chú của Lý Đức Hiền, đào xác chết bố mẹ Lý Đức Hiền lên, để ông ta tìm chỗ khác an táng. Nhà họ Phùng và cả công an của thành phố Nội Dương đều nghĩ đủ mọi cách để bắt Lý Đức Hiền về quy án. Lão tuyệt đối không sung sướng gì, sợ rằng vẫn luôn phải trốn chui trốn nhủi. Tôi vốn còn tưởng, trong tình trạng ấy, Lý Đức Hiền chỉ có nước bị chúng tôi tìm ra. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, lão lại ngóc đầu quay lại. Thậm chí còn sử dụng phương thức tàn độc cực đoan kiểu này, bắt cóc giết hại bà bầu vô tội, còn suýt nữa thì lấy mạng Từ Thi Vũ. Kỳ thực tôi sớm đã nên phát giác là Lý Đức Hiền rồi mới phải. Cuộc điện thoại đó của Phùng Khuất đã hỏi ra một số chi tiết, có tận mấy nhân viên công an cảnh sát cũng mất tích. Sợ rằng chính là bởi vì bọn họ điều tra Lý Đức Hiền quá nhiều, nên ép Lý Đức Hiền không thể không ra tay. Trong lúc tư duy của tôi đang nhanh chóng xoay chuyển, thì ánh đèn pha đột ngột biến mất. Ánh sáng mạnh đúng là gây tổn thương không nhỏ cho mắt, mãi đến bây giờ, tôi vẫn cảm giác trước mắt bị một lớp màng đen bao trùm, nhìn mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, mãi một lúc sau mới hồi phục lại. Lúc này, chiếc du thuyền trên sông đã sớm chẳng còn thấy bóng dáng, mặt sông hồi phục lại vẻ tĩnh mịch đen tối. Kẻ động thủ, đúng là Lý Đức Hiền thật. Từ Thi Vũ đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Tôi gật gật đầu, tiếp đấy lại bảo với cô ta chỗ này không nên ở lại lâu, đi về rồi nói sau. Hơn nữa tôi cũng không hề lưỡng lự, nói luôn với Từ Thi Vũ, những người công an mất tích kia chắc chắn cũng không thoát khỏi việc liên quan đến Lý Đức Hiền. Lúc đó mặt Từ Thi Vũ lập tức biến sắc, kinh ngạc nói còn có người khác mất tích. Tôi lúc này mới phản ứng lại, những người kia đều mất tích sau Từ Thi Vũ, cô ta đương nhiên chẳng biết gì cả. Trong lúc trầm ngâm, tôi bảo cô ta cứ đi theo tôi đã, chuyện này một hai câu không nói rõ ra được. Tôi bây giờ cũng không thể để cô ta đi chỗ khác, đi theo tôi mới có thể an toàn được. Từ Thi Vũ mím môi, cô ta nói tôi đưa điện thoại cho cô ta dùng một chút, điện thoại của cô ta cũng bị lấy mất rồi. Sau khi nói xong, mặt cô ta lại đơ ra một phát, nói tôi vừa xuống nước xong, cả người còn ướt như chuột lột, sợ là điện thoại cũng chẳng dùng được. Cô ta sẽ nghe lời tôi, đi theo tôi trước đã, có điều đợi lúc nữa tìm cái điện thoại, cô ta phải nói chuyện với bên cục. Còn tôi thì đã kéo lấy cánh tay cô ta, đi về phía khu nhà máy bằng mà ban nãy tôi tới, cũng là đi về phía hướng tây của núi Nội Dương. Bởi vì trong tầm mắt, tôi đã nhìn thấy mấy chiếc xe rồi. Đồng thời tôi cũng bảo với cô ta, điện thoại của tôi không dính nước, trước đây gặp nhiều chuyện rồi, nên tôi đã sớm có sự chuẩn bị, một số đồ vật quan trọng trên người đều dùng túi ni lông bọc lại. Từ Thi Vũ lập tức lộ ra vẻ vui mừng và cấp thiết, bảo tôi nhanh đưa điện thoại cho cô ta. Lúc này, cô ta làm gì còn vẻ mềm yếu hoảng loạn ban nãy nữa, chỉ còn lại vẻ cấp thiết muốn nhanh chóng thông báo tin tức về cục. Tôi đưa tay lên, chỉ về hướng phía tây, bảo cô ta nhìn. Từ Thi Vũ sau khi ngạc nhiên, thì thần sắc cũng ngưng lại. Cô ta lẩm bẩm nói, anh đã có sự chuẩn bị từ trước, thông báo cho bọn họ. Nhưng sao xe cảnh sát lại chẳng tới đây, còn cách xa như thế? Giây tiếp theo, giọng của Từ Thi Vũ hơi biến sắc, còn có cả xe cứu thương. Bên đó cũng có người bị thương à? Từ Thi Vũ hỏi liên tục, tư duy của cô ta rõ ràng cũng rất rõ nét. Tôi cũng không lưỡng lự, đem một loạt chuyện từ sau khi rời khỏi nhà cô ta ra kể một lượt. Đương nhiên, trong đó những gì có thể đơn giản lược bớt được thì chỉ kể đơn giản thôi. Về loại thuật pháp đặc thù sinh thuật này, tôi cũng không nói với Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ càng nghe càng kinh ngạc, trong mắt toàn vẻ không thể tin nổi. Lý Đức Hiền đúng là không có chút lương tri và tính người nào, lão ta vì để anh phạm cấm kỵ mà lại dùng cả loại phương thức này. Giết hại bà bầu. Đúng thật là không còn gì đau đớn hơn, nhằm hiểm độc địa đến cực điểm. Tôi cười khổ, thở dài một tiếng, nói sự độc địa của Lý Đức Hiền, chúng tôi đã sớm được thấy rồi, lão chôn sống song thân phụ mẫu, cũng chỉ là vì để bố mẹ phù hộ lão. Loại người này chỉ có sự ác độc mà chúng tôi không tưởng tượng ra được, chứ chẳng có việc tàn ác nào mà lão không làm ra được. Từ Thi Vũ gằn từng chữ một, bắt buộc phải trừng trị lão trước pháp luật. Nếu không, còn không biết lão sẽ hại chết bao nhiêu người nữa. Tôi cũng im lặng lại, gật gật đầu, tôi sẽ làm được. Trong lúc nói chuyện, hai chúng tôi đã đến gần khu nhà máy bằng ở phía tây. Từ Thi Vũ lại do dự một lát, rồi mới hỏi tôi, có thể nói cho cô ta biết, tóc của tôi bị làm sao không? Hơn nữa sao cô ta cứ có cảm giác, lần này gặp tôi, trông tôi tiều tụy hơn nhiều so với lần trước gặp. Chưa tới một tháng không gặp, mà tôi đã như già đi cả chục tuổi vậy. Vốn dĩ tôi suýt đã mở miệng hỏi tóc tôi dính cái gì rồi. Nhưng câu cuối cùng mà Từ Thi Vũ nói lại khiến thân người tôi cứng đờ lại, tư duy cũng ngơ ra một phát. 10 tuổi. Cô ta nói quá chuẩn xác. Thứ sinh thuật tiêu hao, đích thực là 10 năm dương thọ. Tôi vẫn không nói chi tiết sinh thuật với cô ta, mà cố làm ra vẻ thoải mái nói, gần đây quá nhiều việc phức tạp rắc rối, quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt tiều tụy nên đương nhiên là trông già rồi. Nhưng Từ Thi Vũ lại lắc lắc đầu, nói tôi đang lừa cô ta. Cô ta từng xử lý rất nhiều vụ án, chỗ con người khó nói dối nhất chính là đôi mắt. Trước đây lời tôi nói đều rất thành thực, từ sắc mặt ánh mắt đều có thể nhìn thấy. Vừa nãy khi tôi nói câu đó, thì lại đang tránh né. Càng quan trọng hơn là, chuyện phức tạp rắc rối gì mà có thể khiến một thanh niên 22 tuổi, tóc thành hoa râm. Bước chân của tôi đột ngột khựng lại. Vô thức, tôi đưa tay sờ lên trên mái tóc. Mặt Từ Thi Vũ cũng hơi hơi biến sắc, càng mất tự nhiên hơn, nói, La Thập Lục, anh nói tôi biết, rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Đến bản thân anh cũng không biết, tóc anh biến thành thế này sao? Là vì ban nãy anh phá vỡ cấm kỵ? Hay là bởi vì anh cứu người? Từ Thi Vũ phải nói là một lời trúng đích. Tôi im lặng, sau đó trả lời rằng những chuyện này đôi ba câu không nói rõ ràng ra được. Đợi sau khi an toàn về nhà họ Phùng xong, tôi mới có thời gian để kể. Từ Thi Vũ đang nghe truyện trên TVAudiocv cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, mà chỉ luôn có vẻ nghĩ ngợi. Rất nhanh đã đến trước khu nhà mái bằng. Ở đây đã bị kéo dây cảnh giới, đã có cảnh sát tới, vừa hay lại là người ở bên cục của Từ Thi Vũ. Bọn họ nhìn thấy xong, lập tức vội vàng lại gần chúng tôi. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy Phùng Bảo và người của nhà họ Phùng. Trước khi đến gần, những cảnh sát kia nhìn thấy Từ Thi Vũ, rõ ràng cũng không khỏi kinh ngạc. Kể đơn giản mấy câu xong, Từ Thi Vũ liền kéo bọn họ sang bên cạnh nói tình hình sự việc. Cửa sau của xe cứu thương để mở, tôi đã nhìn thấy bà bầu lúc nãy bị vong khách nhập được đặt trên cáng. Rất nhanh, lại có mấy nhân viên y tế và cảnh sát đi từ trong căn nhà mái bằng ra. Phùng Khuất hóa ra cũng ở trong nhóm này. Nhân viên y tế ôm đứa bé sơ sinh lên trên xe cứu thương. Trong đó có một nữ y tá không lập tức lên xe, mà lại cùng Phùng Khuất vội vàng chạy đến trước mặt tôi. Mặt cô ta đầy vẻ khó hiểu nhìn tôi nói, ban nãy là anh đỡ đẻ cho người chết kia à? Phùng Khuất lúc này đã đi đến bên cạnh tôi, lập tức giải thích, đại khái nói có cảnh sát ở đây, những gì hắn nói ban nãy đều là sự thật. Tôi biểu thị không có vấn đề gì lớn, cũng xác nhận với nữ y tá là tôi đỡ đẻ. Cô ta rõ ràng càng tỏ vẻ khó hiểu, nói, anh chắc có sử dụng phương pháp cấp cứu cho đứa bé đúng không? Làm sao mà anh làm được vậy? Bà bầu này đã chết rồi mà còn có thể lôi đứa bé ra ngoài được. Chuyện này phải nói là một kỳ tích, đứa bé không những còn sống, mà tinh thần của nó còn rất tốt, việc này mà đặt ở bệnh viện, đứa bé phải lập tức đưa vào lòng ấp ngay. Cô ta lại hỏi tôi, có thời gian có thể qua bệnh viện cô ta một chuyến, để bọn họ tìm hiểu tình hình một chút được không? Tôi biểu thị cảm ơn ý tốt của cô ta, chỉ có điều bây giờ tôi còn có việc phải bận. Phùng Khuất cũng giúp tôi tiếp lời, tiễn cô y tá này và xe cứu thương đi. Chuyện tiếp sau đó, bèn là xe cảnh sát điều tra hiện trường xong, liền lập tức về cục công an. Lúc chuẩn bị đi, bọn họ cũng bảo với tôi, chuyện này tuyệt đối là vụ án lớn nhất của thành phố Nội Dương, bọn họ nhất định sẽ bắt Lý Đức Hiền về quy án. Còn về Từ Thi Vũ, thì không cùng bọn họ rời đi, mà ở lại bên cạnh tôi. Theo ý mà bọn họ nói, thì là để Từ Thi Vũ đi cùng với tôi, cũng tiện tìm hiểu một số tình hình. Trong lòng tôi đương nhiên cũng rõ, kinh qua chuyện của Châu Bân và Tiểu Niếp lần trước, bọn họ cũng có chút tin tưởng đối với tôi. Phùng Khuất và Phùng Bảo dẫn tôi cùng Từ Thi Vũ ra xe. Phùng Bảo lên ngồi ghế lái phụ trước, thành ra chiếm mất vị trí trước đây của tôi và Từ Thi Vũ bèn ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi khởi động xe xong, Phùng Khuất cũng ngạc nhiên hỏi tôi, La tiên sinh, tóc cậu bị làm sao thế, cũng mới được có lúc, làm sao bạc nhiều thế? Phùng Bảo cũng rụt rè bổ sung một câu, không chỉ là tóc bạc không ít, mà nhìn trông còn già đi nhiều. Những lời này của bọn họ cũng khiến ánh mắt Từ Thi Vũ liên tục hướng lên trên người tôi, đầu mày cô ta nhíu chặt, trong mắt cũng đầy vẻ lo âu. Việc này khiến tôi đến tìm cớ nói qua loa cho xong cũng không làm được. Con mắt của Phùng Khuất cũng không tồi, rất nhanh hắn đã phát hiện ra mình nói nhầm chỗ, liền lập tức mở miệng, lái sang vấn đề khác. Nhưng mấy câu nói này của hắn lại khiến mặt tôi càng biến sắc. Bởi vì hắn nói, hắn đã sắp xếp người đi tìm Trần Mù, cố gắng đón lão qua rồi. Kết quả người mãi vẫn không thấy về, gọi điện cũng không bắt máy. Vừa nãy hắn cũng nghe thấy chút ít đối thoại của chúng tôi, biết Lý Đức Hiền quay lại rồi. Hắn đưa chúng tôi về nhà họ Phùng trước, xong phải đích thân đi qua đón Trần Mù. Chuyện này cũng cần nói chuyện thêm với gia chủ, phải chuẩn bị chu đáo sẵn sàng. Tôi lập tức nói một câu, chúng tôi tạm thời không về nhà họ Phùng nữa, mà qua bên nhà Trần Mù trước xem có phải có tình hình gì không. Lý Đức Hiền đã khiến tôi thần hồn nát thần tính rồi, thì còn việc thất đức gì mà lão không làm ra được. Tôi chỉ sợ lão sẽ ra tay riêng với Trần Mù và Lưu Văn Tam. Phùng Khuất cũng không hỏi nhiều, mà lập tức quay thẳng đầu xe, đi vội về phía lò hỏa thiêu đường hàng giấy. Tôi cũng lấy điện thoại từ một chiếc túi ni lông chống thấm cất ở túi trong ra, bấm gọi số của Lưu Văn Tam. Lo lắng của tôi không phải không có lý. Lý Đức Hiền dùng Từ Thi Vũ để dụ tôi cắn câu, ép tôi phạm phải cấm kỵ của bà đỡ âm linh. Khó bảo đảm lão sẽ không đồng thời ra tay với Trần Mù và Lưu Văn Tam, khiến bọn lão không thể tới giúp tôi được. Việc này cũng rất phù hợp với cách làm của lão, lần trước, lão cũng từng nhắm vào Trần Mù. Trong lúc suy nghĩ, đầu bên kia điện thoại vọng lại tiếng tút tút. Không phải là điện thoại không nghe máy, mà là không gọi được luôn. Trong lòng tôi liền thấy mất tự nhiên, lại gọi cho Lưu Văn Tam lần nữa. Điện thoại vẫn không gọi được, thông báo là nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi vốn định bảo Lưu Văn Tam đến nhà họ Phùng bàn bạc chuyện này, đồng thời cũng định nhắc lão cẩn thận. Nhưng đến điện thoại cũng chẳng gọi được, còn sống ở thôn Liễu Hà cũng bình thường không vấn đề mà. Tôi mượn điện thoại của Phùng Bảo, cũng bấm gọi một lần, kết quả vẫn là nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi không khỏi sầm mặt xuống, đầu mày nhíu chặt. Phùng Bảo bất an nhỏ giọng hỏi tôi làm sao thế? Còn có chuyện gì khác xảy ra sao? Từ Thi Vũ cũng hướng ánh mắt dò hỏi sang tôi. Tôi cũng chẳng giấu giếm, nói thôn Liễu Hà khả năng xảy ra vấn đề rồi, gọi điện thoại qua toàn báo nằm ngoài vùng phủ sóng. Mặt Phùng Khuất hơi biến sắc, nói, vậy để tôi liên lạc với gia chủ một chút, cũng sắp xếp người qua thôn Liễu Hà. Tôi ngay lập tức lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy, nếu là Lý Đức Hiền ra tay, thì nhà họ Phùng phái người đi cũng chỉ là qua nạp mạng, căn bản không thể thông báo tin tức gì qua được. Lão mà định động đến chú Văn Tam thật, thì cũng chẳng dễ thế đâu. Cứ đi qua bên đường hàng giấy trước đi. Thôn Liễu Hà không phải chỉ có Lưu Văn Tam, bà cụ Hà thần bà bản lĩnh còn lợi hại hơn Trần Mù nhiều, mà còn cộng thêm cả Âm Tiên Sinh với Thẩm Kế nữa. Lão chẳng có bản lĩnh để đối phó với tất cả mọi người, thậm chí tôi cảm giác, mặt đối mặt gặp phải bà cụ Hà với Âm Tiên Sinh, lão còn phải bỏ mạng. Chỉ có điều, trong tình huống tôi không đi, mà trực tiếp cản trở thông tin luôn, thì lão vẫn có thể làm được. Lòng tôi cũng ngày càng trầm xuống, vẫn bắt buộc phải gặp được Trần Mù, rồi tập hợp với mấy người Lưu Văn Tam và Âm Tiên Sinh. Nếu không, cho Lý Đức Hiền đủ thời gian, có trời biết lão có thể gây ra chuyện gì được. Lão không phải là một phong thủy sư tuân thủ quy tắc, tầm thế càng tàn bạo, trên một số cấp độ, thì còn nham hiểm hung tàn hơn cả Dương Hạ Nguyên. Chẳng mấy chốc, xe đã đến gần đường hàng giấy. Cách từ rất xa, đã có thể nhìn thấy cổng chào được xây mới. Lần trước Lý Đức Hiền phóng hỏa hủy cả con đường hàng giấy, song cư dân và thương nhân lại xây dựng lại. Dù gì đây cũng là con phố tang lễ duy nhất của thành phố Nội Dương, cũng gần sát với lò hỏa thiêu. Giá trị thương nghiệp và tính tồn tại bắt buộc là không có gì để bàn cãi. Trần Mù hồi đó cũng từng nhắc đến việc lão sẽ xây dựng lại âm hồ trạch. Xe không đi vào trong đường hàng giấy, mà thuận theo hướng lò hỏa thiêu, lái về phía nhà lão Đinh. Trước đây tôi cũng từng nói với Phùng Khuất chỗ mà Trần Mù ở là Triều Dương Trạch. Lúc xe đi đến đây, ánh trăng dường như đều trở nên mỏng manh thưa thớt hơn. Trong màn đêm đen kịt, mặt đường tĩnh lặng trống trải, xe cứ thế đi thẳng tới phía ngoài căn nhà 2 tầng cũ nát đó của lão Đinh mới dừng lại. Trong sân còn đổ một chiếc xe hơi thương vụ màu đen xì. Phùng Khuất đột nhiên nói, là xe của Phùng Lan, là tiên sinh cậu bảo. Nó không phải gặp chuyện rồi chứ? Lập tức tôi bèn hiểu ra, Phùng Lan chính là người mà Phùng Khuất phái tới. Tôi trầm giọng trả lời rằng bây giờ còn chưa biết tình hình thế nào. Sau khi xuống xe, tôi đi thẳng qua kéo cửa của chiếc xe hơi đó. Bên trong trống trơn, làm gì có người nào. Tiếp đấy tôi cũng vào trong căn nhà 2 tầng một chút, bên trong cũng lặng như tờ. Tôi gọi một câu Hoa Cô, trả lời tôi chỉ có tiếng vọng. Tách khẽ một tiếng, Từ Thi Vũ bật đèn lên. Dưới ánh đèn compact tối mờ, vô duyên vô cớ, tôi lại cảm giác có chút rùng rợn. Ngoảnh đầu nhìn thấy vị trí tường phía nam, có bày một linh đường. Trên linh đường là một tấm di ảnh, trong bức ảnh, cái gương mặt người chết không chút biểu cảm đó của lão Đinh, đang ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Chuyện Hoa Cô thờ cúng lão Đinh là rất bình thường. Lão Đinh là bố cô ta, hơn nữa linh đường này vẫn luôn ở đây, trước đây tôi đã từng nhìn thấy không chỉ một lần. Chỗ bất thường là, phía trước di ảnh có thêm một món đồ. Tôi bước nhanh qua, đồng tử có mạnh nhìn bức tượng gỗ xuất hiện thêm đó. Đây không phải chính là bức tượng gỗ ở trong nhà Từ Thi Vũ sao? Động tác tay giống y hệt. Duy có một điểm khác là, bức tượng gỗ trong nhà Từ Thi Vũ không có mặt, còn bức tượng này thì có. Mặt của nó, hóa ra chính là Lý Đức Hiền. Mặt Lý Đức Hiền đang cười, dường như tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của lão. Biểu cảm và thần thái toát ra từ bức tượng gỗ này, tuy rằng sống động như thật, nhưng lại khiến tôi cực kỳ thấy ghét. Tôi rút luôn con dao găm đỡ âm linh ra, chém xoẹt một phát, cái đầu của bức tượng gỗ liền rớt xuống. Quay người lại, tôi bước ra khỏi nhà. Từ Thi Vũ và Phùng Khuất, Phùng Bảo đều không mở miệng cắt ngang, mà chỉ đi sát theo sau tôi. Đường bờ ruộng bên cạnh căn nhà 2 tầng nối liền với căn Triều Dương Trạch tôi điểm cho Trần Mù. Nhưng trong lòng tôi lại biết rõ, sợ rằng không dễ mà đi qua được nữa. Đêm đã rất khuya rồi, trên đường ruộng đã nổi sương mù. Hồi đó khi điểm khu đất, vì để tránh căn nhà 2 tầng hung trạch này của Lão Đinh ra, nên chọn một khu đất phong thủy cách tương đối xa. Cũng vì vậy mà tìm ra khu đất Tí Ngọ Mão Dậu Tứ Chính Cung cực kỳ thích hợp xây Triều Dương Trạch. Chỉ có điều, vị trí đó lại nằm sâu trong khu đồng ruộng, chúng tôi ít cũng phải đi mất 10 mấy phút. Cực lực khiến hơi thở bình ổn lại, tôi mới trầm giọng nói, sương mù trong đêm, có lúc không chỉ là sương mù, ở đây không đèn không đuốc, ngoài chúng ta ra, thì cũng không thể nào có người đường hoàng nào khác. Chung quy mấy người đi theo tôi, chút nữa nếu như gặp phải gì, nhìn thấy gì, cũng tuyệt đối đừng ầm ĩ. Đừng có tiếp chuyện, nếu như có người hỏi chuyện, cũng toàn bộ coi như không nhìn thấy, không nghe thấy. Càng đừng tự nói nhầm. Đồ dưới đất đừng có nhặt, chung quy chỉ có một câu, vạn sự có tôi, chỉ cần đi theo tôi là được. Từ Thi Vũ gật mạnh đầu, ừ một tiếng rất kiên quyết. Phùng Khuất và Phùng Bảo cũng biểu thị đã hiểu. Vì để đảm bảo không có gì sơ suất, tôi còn lấy ra mấy tờ trấn sát phù, phân biệt giao cho 3 người bọn họ. Sau đó tôi mới thuận theo con đường bờ ruộng này đi vào trong. Đường bờ ruộng rất nhỏ hẹp, hơi không chú ý cái là rơi xuống ruộng ngay. Cùng với việc chúng tôi đi vào trong đường bờ ruộng, sương mù cũng càng trở nên nhiều hơn. Sương trắng đã bắt đầu trở nên dày đặc, dẫn đến việc ánh trăng trên đầu cũng trở nên mỏng manh ảm đạm hơn. Phùng Khuất và Phùng Bảo đều lấy đèn pin ra, ánh đèn từ phía sau chiếu rọi ra trước, không ngừng lay động, nhưng tầm nhìn thì rõ nét hơn không ít. Tôi cũng nghĩ nhiều thêm đôi chút, đột nhiên cảm giác vẫn còn có chỗ bất thường. Loại sương mù này là sương mù quỷ chỉ xuất hiện trên đường âm. Có người chết rồi, gần đường bờ ruộng này có xác chết, nên mới xuất hiện loại sương mù này. Ai chết rồi? Là anh chàng Phùng Lan mà Phùng Khuất phái tới. Nghĩ đến đây, lòng tôi lại không khỏi bức bối. Tiếp tục đi lên phía trước, nhưng tôi cảm giác đường bờ ruộng hình như có chút bất thường. Tôi cũng chẳng miêu tả cái cảm giác đó được, sương mù quá nhiều, cộng thêm việc màn đêm quá tối, tôi căn bản không cách nào phán đoán đường đi phía trước được. Cộng thêm việc tôi cũng rất lâu chưa qua đây rồi, tình huống kiểu này, nhỡ mà đi nhầm đường bờ ruộng, thì liền thành đi vòng luôn. Cũng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện, phía trước có bóng một người đang lắc lư ẩn hiện. Một phát tôi liền nhìn ra, đây không thể nào là Trần Mù. Xuất hiện trên con đường âm này, tuyệt đối không phải là loại dễ nói chuyện. Tay tôi cũng nắm chặt lấy gậy khóc tan. Kết quả phía sau lưng lại truyền lại tiếng của Phùng Khuất, hắn vô cùng nhỏ giọng gọi tôi. Tôi quay đầu lại, trên trán Phùng Khuất toàn là mồ hôi, khẽ nói một câu, là Phùng Lan, là tiên sinh có cần gọi nó không? Nó tại sao lại đứng ở đây thế? Đầu mày tôi nhíu chặt, làm một động tác suyệt. Đợi lúc tôi quay đầu nhìn lại, thì bóng người đó đã biến mất rồi. Sương mù đột ngột dày đặc đến kinh người, đám sương trắng này hóa ra lại đang súng lại quay về phía chúng tôi. Đi! Việc đám sương mù này quay lại, khiến lòng tôi rất bức bối, cũng cảm giác lông tóc dựng ngược, chắc chắn có nguy hiểm. Gậy khóc tan dơ phía trước, tôi nhanh chân bước về phía trước. Tốc độ phản ứng của Từ Thi Vũ cũng rất nhanh, trực tiếp kéo luôn lấy áo tôi, cô ta cũng túm lấy cánh tay Phùng Khuất. Gan Phùng Bảo thì lớn hơn nhiều, hắn cũng theo sát không bị rớt lại. Tôi dẫn đầu xuyên vào trong làn sương mù, bất thình lình, bên tai vọng lại một tiếng nói run rẩy, cậu trai, mấy cậu cũng bị lạc đường à. Làn sương mù dường như bị cố định lại, tôi lờ mờ nhìn thấy, bên cạnh đường bờ ruộng có một người đang đứng. Đây là một bà cụ già tóc bạc phơ, vẻ mặt chẳng còn gì để sống, thần sắc bà cụ đầy cầu khẩn, cậu trai, cậu thương tôi, đưa tôi qua lò hỏa thiêu được không? Lão mù tâm ác, mãi chẳng thèm đoái hoài đến bọn tôi đi đường thôn dù gì cũng có một cơ hội, chẳng biết là thằng trời đánh nào lôi bọn tôi đến đây, không về được nữa á. Bên cạnh bà cụ, còn có một số người, một thanh niên gần 20 tuổi, gầy đến mức da bọc xương, đầu rũ xuống. Một người đàn ông gần 30 tuổi, dắt một đứa bé gái ngây ngây dại dại, đứa bé gái đó còn đang liên tục cắn ngón tay. Người đàn ông kia không ngừng rơi nước mắt, khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối. Bên đường dù gì cũng ké được hương hỏa, chứ trong đường ruộng, làm gì có hơi người. Con tôi sắp chết đói luôn rồi. Chú em chú thương bọn tôi, được không? Ngoài bọn họ ra, bên trong lớp sương mù dày đặc còn có không ít bóng người đang lại gần chúng tôi. Trong tay những người đó còn xách đèn lồng trắng. Ký ức tuy mơ hồ, nhưng cùng với lời nói, khuôn mặt của bọn họ, tôi cũng rất nhanh đã hồi tưởng lại. Lần đó Trần Mù đưa tôi qua nhà Lão Đinh chợ xác, trên đường âm, có gặp những người này. Khi đó Trần Mù không đếm xỉa đến bọn họ luôn, cộng thêm có Ngao Sói trấn áp, nên bọn họ chửi luôn Trần Mù là máu lạnh, là súc sinh, nói lão chết cũng sẽ chẳng có người đưa tang. Không ngờ Lý Đức Hiền, hóa ra lại lôi bọn họ đến đây. Tôi không đếm xỉa đến bà cụ già đó, gậy khóc tan trong tay hôi mấy phát, trong tiếng gió rít, bọn họ vẻ hoảng hốt lùi ra sau. Sau khi sương mù tan đi một chút xong, lại trở nên càng dày đặc hơn. Lại đi mấy phút nữa, nhưng vẫn chưa tới căn Triều Dương Trạch của Trần Mù. Tôi cũng không nhịn được nữa, mò lấy định la bàn ra, nếu không xong thật, thì chỉ còn cách dùng định la bàn để tìm phương vị, tìm thẳng tới tí ngọ Mão Dậu tứ chính cung luôn. Cũng vào lúc này, đột nhiên từ phía sau truyền lại một giọng nói âm u, Phùng quản gia, mấy người cuối cùng cũng tới, cũng bị lạc đường à. Vừa hay, tôi đi theo các người, là có thể ra ngoài đúng không? Giọng nói này đến rất đột ngột, cũng khiến tôi thất kinh. Vụt ngoảnh đầu lại. Ở phía sau Phùng Khuất, vừa hay có thêm một người đàn ông chừng 27-28 tuổi. Đầu của gã đã sắp đặt hẳn lên trên vai Phùng Khuất rồi, đang không ngừng phả hơi vào sau mang tai Phùng Khuất. Nước da tái xanh, con mắt trợn tròn, gân xanh nổi gồ trên cổ, cùng với ấn đường nứt ra, phải nói là thuyết minh đến cực điểm cho sự âm u và rùng rợn. Đặc biệt là gã còn đang thổi phù phù vào mang tai của Phùng Khuất, càng khiến người ta không ngừng nổi da gà. Phùng Khuất cũng sợ đến mức thân người không ngừng run rẩy, con mắt cũng trợn to ra. Mặt Phùng Bảo thì càng trắng bệch, hắn ngờ vực không quyết muốn vung nắm đấm lên với gã đàn ông đó, nhưng lại có chút hoảng sợ nhát gan, không dám lên trước. Người trấn tĩnh nhất ngược lại là Từ Thi Vũ, mặt cô ta chỉ hơi nhợt đi chút ít, đứng ở bên cạnh tôi không hề nhúc nhích. Gã đàn ông này gọi Phùng Khuất là quản gia, gã nhất định chính là Phùng Lan. Lòng tôi kỳ thực rất bức bối, tay của Lý Đức Hiền lại dính thêm một mạng người nữa. Mà gã Phùng Lan này cũng vì tôi mới chết. Vì để giết tôi, Lý Đức Hiền đúng là không từ thủ đoạn gì. Phùng quản gia, ông điếc rồi à? Tại sao không quay đầu lại nhìn tôi, cũng không trả lời tôi? Thần sắc của Phùng Lan càng trở nên u ám hơn, giọng nói cũng có vài phần oán hận, có tin tôi bóp gãy cổ ông không? Gã làm động tác định giơ tay lên bóp cổ Phùng Khuất. Tôi vụt trút gậy khóc tan ở thắt lưng ra, vù một tiếng, cây gậy liền đánh thẳng về phía mặt Phùng Lan. Rầm một phát, gậy khóc tan chuẩn xác đánh vào chỗ ấn đường của Phùng Lan. Biểu cảm âm u và cả động tác của gã, trong chớp mắt đã đứng hình. Ấn đường nứt càng lớn hơn, không chỉ là do bản thân mệnh số đã tận sinh ra vết nứt, mà còn do lực đánh của gậy khóc tan hoàn toàn phát tiết gây nên nứt vỡ xương cốt. Gã không còn tiếp tục thổi hơi nữa, cả người đều như con rối ngay dại. Phùng Bảo phản ứng rất nhanh, lên trước một bước giật lấy tay Phùng Khuất, vụt một phát kéo hắn lại. Lúc Phùng Khuất đến bên cạnh chúng tôi, chân hắn đã mềm nhũn cả, nếu không phải có Phùng Bảo đỡ, thì đã sớm ngã bệt ra đất rồi. Hai người nhìn Phùng Lan, vẻ mặt không hề dễ chịu. Tôi khẽ thở dài một tiếng, nói, tôi sẽ phụ trách hậu sự của anh ta, tìm một chỗ phong thủy bảo địa, huyệt nguồn đất lành, ít nhất để bố mẹ vợ con anh ta không lo cơm áo. Phùng Bảo cúi đầu, sau đó khàn giọng nói, là tiên sinh không cần để bụng, làm việc ở nhà họ Phùng, số tiền nhận được có cả mấy đời cũng không kiếm nổi, đồng thời cũng phải bán mạng cho nhà họ Phùng, gia chủ sẽ không bạc đãi Phùng Lan. Chỉ cần chúng ta có thể tóm được lão Lý Đức Hiền đáng chết kia là được. Trên người lão còn có mạng sống mấy chục anh em của chúng tôi nữa. Tôi biết việc Phùng Bảo nhắc đến là chuyện lần đó ở nhà họ Cố, nên cũng chẳng nói thêm gì khác. Thở hắt ra một hơi, tôi ngẩng đầu lên nhìn đường. Điều khiến mí mắt tôi giật điên cuồng, lông tóc toàn thân dựng ngược lên là chúng tôi vừa nãy rõ ràng đã đi được một đoạn tương đối dài. Nhưng mặt đường dưới chân lúc này, tại sao lại giống như đã từng đi qua vậy? La Thập Lục, anh nhìn bên cạnh chúng ta. Từ Thi Vũ đột nhiên khẽ khều khều cánh tay tôi, cô ta chỉ về phía sau bên phải. Đồng tử mắt tôi càng co mạnh, thân người nổi đầy da gà. Khoảng mấy chục mét phía ngoài, chẳng phải chính là căn nhà 2 tầng cũ nát của lão Đinh sao? Chúng tôi đi ít nhất cũng được gần 10 phút rồi, kể cả là có sương mù, tốc độ chậm, thì cũng không thể nào mới đi được có mấy chục mét. Phùng Khuất trung lập cập nói một câu, là tiên sinh, là ma đưa. Tôi nheo mắt lại, nói một câu, tôi không hoa mắt. Chỗ này còn có vấn đề khác. Thế giờ làm thế nào? Vừa nãy Phùng Lan hình như nói, nó lạc đường rồi. Đi theo chúng ta là có thể ra ngoài, Phùng Khuất lại hoảng hốt nói một câu. Tôi cũng vừa mới nghĩ đến chi tiết này. Kỳ thực không chỉ mỗi Phùng Lan, còn có những người trong sương mù ban nãy, bà cụ già mở miệng đầu tiên đó nói là cậu trai, mấy cậu cũng bị lạc đường à. Trầm ngâm một lát, tôi nói, mà đường rất đơn giản, che mắt người sống, khiến người ta không đi ra khỏi một đoạn đường được. Trên thực tế là liên tục đi vòng quanh một đoạn đường. Nhưng chỗ này không chỉ che mỗi mắt người, nên không phải là ma đưa. Còn một câu khác mà tôi chưa nói là, ma đưa tôi cũng nghe Trần Mù nói lúc dạy tôi các kiến thức thông thường, đại quỷ hành hung, tiểu quỷ đưa đường. Có bản lĩnh lấy mạng người thì sẽ không dùng trò ma đưa để giam người. Nhưng nếu gặp phải loại ma đưa mà đến kiểu người như tôi cũng có thể giam được, thì chắc chắn là loại quỷ mạnh cực kỳ hung ác, nó còn không muốn giết chúng tôi, mà chỉ muốn vần chúng tôi. Gặp phải loại ma đưa này cũng chẳng cần giãy dụa, bởi vì căn bản không giãy dụa nổi, cũng không đối phó với cái thứ quỷ đó được, cứ đứng yên tại chỗ chờ trời sáng, nếu như trước khi trời sáng nó không động thủ, thì may mắn giữ được mạng, còn nó mà động thủ, thì chết chắc. Lý Đức Hiền mà có bản lĩnh giết tôi, thì đã không khiến tôi phạm cấm kỵ trước, rồi lại cắt đứt liên lạc giữa tôi và Trần Mù, Lưu Văn Tam. Bởi vì tiểu quỷ không thể nào che mắt tôi được, đại quỷ lão chẳng có bản lĩnh đưa tới đây, vậy nên chỗ này, căn bản không phải là ma đưa. Tôi ngồi xổm xuống đất, tay cầm định la bàn, đối chiếu với mặt đất rồi nhìn về phía trước. Đường bờ ruộng dài dài mảnh mảnh, chỉ có điều tiếp tục lên trước, thì sương mù lại đột nhiên dâng lên. Trong làn sương mù trắng mông lung, dường như lại có người xách đèn lồng trắng, đang bước đi qua lại. Tôi vốn định nhìn xem con đường này rốt cục có vấn đề gì, không phải là ma đưa, thì chắc chắn là kỳ môn động giáp, động tay giở trò trên phương vị bát quái. Kết quả thứ sương mù này lại hình thành trở ngại cực lớn, căn bản không thể nào nhìn thấy được. Đi lên trước xem. Tôi nheo mắt lại, trầm giọng nói. Đồng thời tôi lại dặn dò Phùng Bảo Phùng Khuất một lần nữa, còn về Từ Thi Vũ, lúc này cô ta ngược lại càng trấn tĩnh hơn. Sự chú ý của cô ta cũng không nằm trên người chúng tôi, mà dường như đang suy nghĩ chuyện gì vậy. Đột nhiên Từ Thi Vũ nói một câu, chỉ cần không trả lời, không nhặt đồ, không sản sinh bất cứ tính chất giao lưu tiếp xúc nào với mấy người đó, thì sẽ không có nguy hiểm, đúng không? Tôi gật gật đầu, có điều câu hỏi của cô ta ngược lại khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu. Anh đi trên đầu, tôi đi sau cùng. Từ Thi Vũ lại tiếp tục nói. Phùng Bảo lập tức mở miệng, không được, Từ tiểu thư, cô là phụ nữ, làm sao có thể để phụ nữ? Từ Thi Vũ cười cười, cô ta móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, hôi hôi trước mặt Phùng Bảo. Đừng có kỳ thị phụ nữ, cũng đừng bảo vệ quá mức. Phụ nữ nhiều lúc càng bình tĩnh hơn. Phùng Bảo nghẹn lời. Đầu mày tôi nhíu chặt, Từ Thi Vũ phát hiện ra gì rồi. Rồi lập tức tôi cũng chẳng nói thêm gì khác nữa, mà đi lên phía trước. Bây giờ đã không thể kéo dài thời gian được nữa, tôi cũng sợ bên chỗ Trần Mù xảy ra vấn đề gì. Cùng với việc chúng tôi tiến lên trước, sương mù càng mù mịt hơn, những người đó cũng ngày càng lại gần hơn. Bà cụ già, gã thanh niên da bọc xương, cùng với tên đàn ông trung niên 30 tuổi dắt theo đứa con gái ngay dại kia, lại chậm chậm đi tới bên cạnh chúng tôi. Ngoài bọn họ ra, còn có thêm mấy người khác nữa. Những người này đều chằm chằm nhìn chúng tôi. Ánh nhìn đó dường như muốn nuốt trọn mấy người chúng tôi vậy. Lão mù đã ác, cái thằng súc sinh mày còn ác hơn nữa. Mắt để làm cảnh à? Không nhìn thấy bọn tao đang chịu khổ sao? Đôi con mắt này chẳng thà móc bỏ cho xong chuyện. Thằng súc sinh, mày điếc rồi à? Giọng của bà già đó càng chói tai hơn, bà ta hung hãn vung hai tay, định tới bóp cổ chúng tôi. Tôi một phát liền nắm lấy gậy khóc tan, bà ta mà động thủ thật thì tôi cũng không thể ngồi im chờ chết. Kết quả bà già lại đứng im không nhúc nhích, như đang hù dọa tôi, lại vừa giống như không dám động thủ vậy. Cứ thế đi mãi lên trước, đột nhiên phía bên trái tầm mắt xuất hiện một bóng người. Tim tôi lập tức chìm hẳn xuống. Người này chẳng phải chính là Phùng Lan sao? Ban nãy gã ăn một gậy của tôi, hồn đã bị đánh tan rồi, đương nhiên không động đậy nổi nữa. Chúng tôi tiến lên trước cẩn thận như thế, mà sao lại quay về đây rồi? Những người âm khí rần rần bên cạnh lần này không hề tản đi, mà vẫn ép sát chúng tôi, gần như là đứng ngay ở dưới bờ ruộng nhòm ngó. Cũng vào lúc này, Phùng Bảo đột nhiên bất an nói một câu, "La tiên sinh, từ tiểu thư đâu mất rồi?" Rồi vụt quay đầu nhìn ra sau. Đúng thật, Từ Thi Vũ không thấy đâu nữa. Phùng Khuất cũng bị dọa không nhẹ, hắn lập cập nói một câu, bị rớt lại rồi. Bà cụ già kia bất thình lình mở miệng nói, cái con bé đấy trông mơn mởn ra, mày không đưa bọn tao ra ngoài, thì để con bé đấy lại chơi với bọn tao. Phùng Bảo tức điên, giơ tay móc luôn tờ trấn sát phù tôi đưa hắn ra. Tôi lập tức đưa tay ấn lấy tay hắn, hơn nữa tôi còn trợn mắt nhìn hắn một cái, đưa mắt ra hiệu cho hắn. Trên trán Phùng Bảo toàn là mồ hôi, có điều hắn không làm gì khác nữa, cũng chẳng thốt ra lời nào cả. Đi tiếp lên trước. Xem chỗ này rốt cục có vấn đề gì, Lý Đức Hiền đang giở trò quỷ gì nữa. Tôi lại khàn giọng nói một câu. Lòng tôi cũng càng lo lắng cho tình trạng của Từ Thi Vũ hơn. Có điều tôi cũng tin tưởng cô ta chắc là sẽ không đi phá vỡ những cấm kỵ mà tôi nói, mấy cái thứ ma quỷ lén lút kia chắc không làm hại đến cô ta được. Chỉ là chúng tôi quyết không thể để bị giam quá lâu được, nếu không có trời biết sẽ còn có biến cố gì nữa. Bước nhanh lên trước, lại đi khoảng tầm mấy phút nữa, mà những người kia vẫn cứ ép sát từng bước. Đặc biệt là lúc sương mù đậm đặc đến cực điểm, thì người càng nhiều hơn nữa, bọn họ toàn bộ đều nhìn chúng tôi một cách u ám lạnh lẽo, dường như đang đợi chúng tôi bước nhầm vậy. Đột nhiên, bên tai tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lót vui tai, La Thập Lục. Tôi vụt khựng lại, đứng yên tại chỗ. Tiếng gọi này tại sao lại đến từ trong làng sương mù, giống như nằm trong đám người này vậy? Tôi ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, giọng nói này chẳng phải chính là Từ Thi Vũ à? Giây tiếp theo tôi cũng sốt cả ruột lên, cô ta đúng là bị đám người này lôi đi cùng rồi à? Đi lên trước. Tiếng Từ Thi Vũ lại lần nữa vang lên, nghe rõ nét hơn không ít. Tôi nhíu chặt đầu mày, đồng tử co mạnh, hơi thở cũng đột ngột trở nên gấp gáp. Bất ngờ từ trong đám người này thò ra một cánh tay, một phát túm lấy cổ tay tôi. Tôi thất kinh định phản kháng, nhưng lại cảm nhận được một sự ấm áp và mềm mại. Tay của người chết thì không thể nào có nhiệt độ được. Tôi liền không phản kháng nữa, cánh tay này lôi tôi vào trong làn sương mù, gần như lướt qua vai mấy người kia. Vốn tôi còn tưởng mình sẽ dẫm xuống dưới bờ ruộng, đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bước hụt. Bởi vì đường bờ ruộng quá dài mảnh, vốn dĩ chúng tôi đi lên trước, bây giờ bị kéo sang bên phải, thì chắc chắn sẽ bị ngã. Kết quả chân không những không bước hụt, mà ngược lại còn dẫm chắc trên mặt đường. Sương mù trước mặt cũng đột ngột tan đi rất nhiều. Ánh trăng lạnh lẽo cũng sáng rõ hơn không ít, người đứng phía trước đang kéo tay tôi, ngoài Từ Thi Vũ ra thì còn ai nữa. Nhưng những người ở xung quanh kia thì lại biến mất không thấy đâu nữa. Đằng sau là tiếng bước chân gấp gáp, còn cả tiếng thở hồng hộc. Thế này là ra ngoài rồi. Giọng nói kinh ngạc của Phùng Khuất vang lên. Chúng tôi đích thực đã ra ngoài rồi. Trên mặt Từ Thi Vũ hơi có chút ửng đỏ, hơi thở cũng hơi có chút gấp gáp, cô ta buông tay tôi ra. Tôi ngoảnh đầu lại, chằm chằm nhìn con đường dưới chân, sương mù phía sau lưng chúng tôi càng đậm đặc hơn, nhưng những người đó không chui ra ngoài theo chúng tôi. Từ tiểu thư, cô đúng là khiến Phùng Khuất tôi mở mang tầm mắt rồi, hóa ra cô cũng biết những thứ này. Giấu nghề kỹ quá, Phùng Khuất ngoài sự kinh ngạc, còn kèm chút khâm phục. Từ Thi Vũ mới khẽ nói, không, chỗ này là chuyên dùng để đối phó với mắt của La Thập Lục, cùng với mắt của những người hiểu những chuyện này. Tôi không hiểu, cũng không sợ, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Tôi vốn đang suy nghĩ tường tận, tại sao chúng tôi lại vòng về chỗ cũ. Trong ý thức chủ quan của tôi, chỗ tôi bước ra ngoài lẽ ra là bờ ruộng, nhưng ngược lại là mặt đường vững chắc, kỳ thực tôi cũng đã nghĩ thông một chút rồi. Cái câu người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo này của Từ Thi Vũ cũng khiến tôi bừng tỉnh ngộ. Chiêu này của Lý Đức Hiền đúng là tinh diệu. Từ nhà Lão Đinh ra, sương mù đậm đặc không dứt, đặc biệt là những người Lý Đức Hiền lôi từ phía ngoài lò hỏa thiêu tới. Trực tiếp tạo ra một cảm giác áp lực cho tôi, ban đầu khi tôi vào nghề, theo Trần Mù đi trên đường âm, đúng thật từng gặp không ít tai họa, gây ra phiền phức không nhỏ. Dẫn đến việc tôi rất dè dặt thận trọng. Đương nhiên, thận trọng không phải sai, đặc biệt là đối phó với những thứ quỷ quái quái này. Nhưng Lý Đức Hiền lại lợi dụng đúng điểm này, mới khiến tôi lòng vòng qua lại quanh chỗ này, không bước ra ngoài được. Đường mà chúng tôi đi, chắc chắn không phải là đường thẳng. Trong trực giác vô thức của tôi, chúng tôi đích thực là luôn đi thẳng về phía trước. Những người đó vẫn luôn bám theo sau, cộng thêm mặt đường dưới chân, liền khiến tôi không chú ý được, chúng tôi rốt cục là đi thẳng, hay là đi lòng vòng. Đường bờ ruộng thông suốt bốn phía, chỉ cần tôi tránh né những người này thì nhất định sẽ đi lệch đường, thiết kế của Lý Đức Hiền cũng là như vậy. Chỉ cần bước sai một lần thì sẽ có tư duy sai lầm. Vừa nãy, tiềm thức đang bảo với tôi, đây không phải là ma đưa, Lý Đức Hiền động tay giở trò với bản thân con đường, có liên quan đến kỳ môn độn giáp và phương vị bát quái. Nghĩ như thế, ngược lại là tôi nghĩ sai, sẽ chỉ xoắn mãi trong con đường mà bản thân đi đang lòng vòng. Trong đường đi nhất định có phương vị bát quái, cũng có kỳ môn độn giáp, nhưng đó cũng chỉ là bố trí để khiến tư duy của tôi càng loạn thêm, căn bản không liên quan gì đến lối ra chỉ mang tính che giấu thị giác, cùng với quấy nhiễu ngoại lực. Cho dù tôi nghĩ nát óc, cũng không thể nào tìm được lối ra. Từ Thi Vũ ngược lại không biết những thứ này, cô ta chắc là cũng có phát hiện khác. Nghĩ rõ những điểm này xong, tôi lại ngoảnh đầu lại. Trong tầm mắt, chỗ không xa bèn nhìn thấy một khu nhà ở. Đồng ruộng xung quanh cũng rất quen thuộc, chẳng phải chính là khu đất Tí Ngọ Mão Dậu Tứ Chính Cung mà tôi điểm cho Trần Mù sao? Khu nhà đó cũng chính là Triều Dương Trạch. Cảm ơn. Tôi rất thành khẩn cảm ơn Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ khẽ nói, tôi cố gắng không gây thêm rắc rối cho anh. Đối với lão Lý Đức Hiền này, cũng không thể quá dùng đạo lý thông thường để nhìn nhận, lão ta rất nhiều lúc, dường như đều đi đường hiểm. Tôi cũng nhìn ra một số điểm như từng gặp ở trong chỗ bố trí này của Lý Đức Hiền. Hồi ở trong quần thể núi Nam Sơn, cái xác chết mà Dương Hạ Nguyên muốn tìm ra ấy, người đó trước khi chết tán mình vào nơi bảo địa phong thủy, chẳng phải chính là lợi dụng bản chất của phong thủy và cả giới hạn tư duy của phong thủy sư để bảo vệ bản thân sao? Lý Đức Hiền vậy mà lại có vài phần giống với người đó, tuy rằng lão bây giờ còn lâu mới bị được, nhưng chuyện sau này, ai có thể tính đến được. Cộng thêm tâm tư lão cũng ác độc, chưa chắc đã không thành một Dương Hạ Nguyên tiếp theo, thậm chí còn kinh khủng hơn. Tâm tư muốn trừ khử lão ấy cũng ngày càng trở nên mãnh liệt và cương quyết hơn. Triều Dương Trạch đã gần ngay trước mắt, vừa tiến lên trước, Từ Thi Vũ cũng đồng thời xác định rõ sẽ nói cho tôi biết cô ta đi ra ngoài bằng cách nào. Một là có liên quan đến việc huấn luyện của bọn họ, cộng thêm bản thân làm nghề này, nên kỳ thực rất mẫn cảm với chi tiết. Đầu tiên vì cô ta hoảng sợ, nên không nghĩ nhiều đến đường đi dưới chân. Sau đó cô ta trấn tĩnh lại, lúc đi lên trước, thực ra có phát hiện ra lúc đi đến một số chỗ, những người kia liền ép sát hơn rất nhiều, nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng kỳ thực là rất cố ý. Hơn nữa cô ta cũng phát hiện, trên thực tế đường đi dưới chân không phải là một đường thẳng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chúng tôi đi phía trước, cô ta cố ý giảm tốc độ một chút, đi ở phía sau. Kết quả cô ta nhìn thấy chúng tôi đi đường vòng, cô ta chỉ dừng lại có một tí mà chúng tôi đã biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp đấy cô ta lại lựa chọn dựa vào bản năng, đi thẳng lên trước, kết quả bèn đi ra ngoài luôn. Phùng Khuất cũng bừng tỉnh, nói kỳ thực chính là do chúng tôi đi quá sát nhau, nếu chia nhau kéo dài khoảng cách một chút thì cũng có thể phát hiện ra vấn đề. Ngay tiếp đó hắn lại cười khổ, nói tôi cũng chỉ xong việc mới thành Gia Cát Lượng, lúc đó làm gì có cái gan đó. Phùng Bảo cũng chưa hết sợ hãi, gật đầu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến ngoài cổng Triều Dương Trạch. Cổng nhà đóng chặt, không một kẻ hở. Tôi lên trước gõ cửa. Tiếng cộc 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 vang lên, còn có chút tiếng vọng. Đồng thời tôi cũng rất cảnh giác, đề phòng nhỡ đâu Lý Đức Hiền đã hạ thủ với Trần Mù. Tiếng bước chân từ sau cổng vọng lại, rồi cánh cổng được mở ra. Phía sau cổng là Hoa Cô với bộ dạng ngái ngủ. Cô ta dụi dụi mắt, vẻ mặt rất ngạc nhiên. La Thập Lục, nửa đêm nửa hôm, sao cậu tới đây? Các cậu chẳng phải vừa mới về sao? Lại có chuyện gì tới tìm chú Trần nữa? Câu nói này của Hoa Cô, tuy ngoài mặt không có gì, nhưng tôi cũng có thể nghe ra chi tiết, cô ta có chút trách móc. Tôi không khỏi cười khổ trong lòng, câu nói này của cô ta đúng là không sai, chúng tôi cũng chỉ mới về có 2 ngày, mà chuyện này đã gấp đến tận mặt rồi. 2 người ở đây không xảy ra chuyện gì chứ? Chú Trần đang ngủ à? Tôi mở miệng hỏi. Hoa Cô hơi nhíu mày, có chuyện gì được? Cô ta cũng không tiếp tục dụi mắt nữa, rõ ràng là đã tỉnh táo lại. Rồi tiếp tục chằm chằm nhìn tôi, cô ta bất chợt kêu lên một tiếng, bịt miệng lại, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Cậu là La Thập Lục thật? Phản ứng của Hoa Cô nằm trong dự liệu của tôi cũng rất trịnh trọng, nói bây giờ tôi cần gặp chú Trần, đích thực đã xảy ra chuyện không nhỏ. Cô ta nghe vậy mới tránh đường, mời chúng tôi vào trong. Lúc nhìn nhau với Từ Thi Vũ, Hoa Cô còn gọi một tiếng từ cảnh quan rất thân thiện. Hồi đó, vụ án của chồng Hoa Cô chính là do Từ Thi Vũ xử lý. Từ Thi Vũ cũng đáp lại bằng một nụ cười. Sau khi vào trong sân, tôi bèn cảm giác từng đợt nóng lạnh đang xen như đang xuyên qua thân thể. Bốn góc sân lồi ra phía ngoài, hướng đông nam tây xây ba gian nhà, phía bắc là một bồn hoa. Cây chuối tây, gỗ đào, một vạt rừng tre, cùng với một số thực vật trung hòa âm dương. Gian nhà ở phía nam đó, cửa phòng có chút giống với âm hồ trạch, toát ra màu đỏ. Cánh cửa gian nhà phía tây khép hờ, nhìn một cái là có thể nhận ra, đây là phòng Hoa Cô ở. Tôi sải bước đi về phía gian nhà ở phía đông, sau khi đến gần, tôi liền gõ cửa luôn, cũng gọi một tiếng chú Trần. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy mở. Người mở cửa không phải Trần Mù, mà ngược lại là Ngao Sói. Nó nhảy cẩn lên đầy hưng phấn, còn liếm về phía mặt tôi. Tôi vội đưa tay ra đỡ, cuối cùng tôi bị liếm nguyên một tay toàn nước bọt. Hoa Cô cũng vội vàng chạy vào trong phòng của Trần Mù. Thập Lục, xảy ra chuyện rồi à? Tiếng Trần Mù vang lên. Tôi cũng không do dự, bảo luôn với Trần Mù, Lý Đức Hiền tới rồi, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Chỉ đôi ba câu, tôi đã đem chuyện lão làm ra kể một lượt, bao gồm cả bố trí đêm nay bên ngoài Triều Dương Trạch. Đồng thời tôi cũng nghe thấy, ở trong phòng, Hoa Cô còn đang nói gì đó, lẻ tẻ mấy chữ có tóc, mặc với gì gì đó nữa. Chỉ tầm 1-2 phút sau, Trần Mù đã bước ra. Hoa Cô dẫn lão đi đến ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá ở giữa sân, tôi cũng vội vàng bước qua. Tâm mày của Trần Mù đã nhíu lại thành một chữ xuyên rồi. Con mắt xám trắng của lão chằm chằm nhìn vào mặt tôi, đột nhiên nói một câu, Hoa Cô bảo, mày già rồi. Trần Mù căn bản không tiếp lời mấy câu ban nãy tôi nói về Lý Đức Hiền, cũng không đếm xỉa đến nguy hiểm bên ngoài Triều Dương Trạch. Mà câu hỏi của lão lại khiến tôi nghẹn lời. Lúc này, ánh mắt của Phùng Bảo và Phùng Khuất cũng dừng lại trên mặt tôi. Còn Từ Thi Vũ thì càng cắn môi, nhìn thẳng luôn vào mắt tôi. Đỡ âm linh, một người chết, một người sống, đỡ cho người chết, ông tâm lý phá vỡ cấm kỵ để làm, đúng không? Trần Mù đột nhiên lại nói. Vâng. Tôi gật gật đầu, thở dài một tiếng, người chết cũng là vì cháu mà chết. Trần Mù lại im lặng không nói, lão im lặng một cái, khiến trong sân liền trở nên yên tĩnh. Chú từng thấy ông nội mày dùng hoàng thuật, nghe qua ông ấy dùng sát thuật, ông ấy nổi tiếng cũng bởi sát thuật đó. Chỉ có điều, chú chưa thấy ông ấy dùng qua sinh thuật, nhưng Lưu Âm bà thì từng dùng qua. Giọng nói của Trần Mù cũng có chút khàn khàn, lão lắc lắc đầu, đã dùng sinh thuật thì chắc chắn sẽ có một âm sanh tử, Thập Lục, chuyện này mày làm đúng, mà làm cũng không đúng. 10 năm dương thọ, mất rồi thì thôi, bản thân mày cũng là âm sanh tử, có thể sống sót được cũng đã không dễ dàng gì. Nhưng đứa bé đó lại không giống với mày. Mày quản chuyện nó sống, quản được bây giờ nó không chết, nhưng rất khó quản được cho nó tiếp tục sống sót. Mày nghĩ xem, để mày sống sót, ông nội mày đã trả giá gì? Đó không chỉ là 10 năm dương thọ của Lưu Âm bà. Việc này, lời của Trần Mù, đúng thật khiến tôi không biết trả lời như thế nào. Bởi vì tôi hoàn toàn không nghĩ tới điểm đó. Cuối cùng Trần Mù thở dài một tiếng, lão đứng dậy, đưa tay lên, sờ vào vị trí khóe mắt của tôi, rồi lại chạm vào tóc tôi. Một thằng thanh niên, mà khóe mắt có nếp nhăn, mái tóc hoa râm, làm gì còn có bóng dáng gì của thanh niên, chuyện này, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, còn phải gặp Âm Tiên Sinh nữa. Từ Thi Vũ đột nhiên hỏi nhỏ một câu, chú Trần, dương thọ của Thập Lục, có bù lại được không? Giọng điệu của cô ta rụt rè, cũng có chút sợ sệt và lo lắng. Nhưng sự lo lắng sợ sệt này, rõ ràng không phải là bởi vì Trần Mù. Chẳng biết tại sao, tôi cảm giác tim tôi có chút khó chịu. Từ Thi Vũ đang quan tâm tôi, tại sao tôi ngược lại thấy khó chịu? Mệnh số sở dĩ gọi là mệnh số, chính là bởi vì trong mệnh có số, dương thọ cũng vậy, thọ hết bèn chết. Từ cổ chí kim cũng có người có thuật kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng có người đến chết vẫn đang giãy giụa không muốn chết. Chú với Thập Lục vừa mới gặp qua loại người không muốn chết. Gái à, mày cứ yên tâm đi, Thập Lục mệnh nặng, không mỏng mảnh thế đâu. Nói xong, Trần Mù mới tiếp tục nói, Lý Đức Hiền, nó nhất định sẽ tới tìm mày, nhìn vẻ như mày bị nó đánh cho không kịp trở tay, nhưng như vậy đâu phải không có nghĩa là nó đang sợ mày. Bởi vì sợ, nên mới làm bao nhiêu việc chuẩn bị như thế. Đừng có tự làm mình loạn. Trần Mù bình tĩnh nói, nó không dám đến nhà, chỉ có thể giấu đầu giấu đuôi, mà cái đuôi này của nó không giấu nổi đâu. Mày nói có phải không hả, gái? Cuối cùng, Trần Mù lại nhìn sang Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ cắn môi dưới, gật gật đầu. Tim tôi đập đánh thịt một cái. Trần Mù tiếp tục mở miệng bảo, chú qua thôn Liễu Hà một chuyến, đi thông báo cho Lưu Văn Tam và Âm Tiên Sinh, Thập Lục, mày đưa Thi Vũ qua nhà họ Phùng. Lý Đức Hiền định làm mày rối tung lên, khiến mày hành động mù quáng, mày không động, nó sẽ không biết làm thế nào, lấy bất biến ứng vạn biến, hoặc là trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Câu nói này của Trần Mù có cảm giác như nói trúng tim đen. Lý Đức Hiền cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa từng lộ mặt. Một loạt việc lão làm đích thực làm hỏng sự tĩnh tâm của tôi, khiến tôi rối bời. Bản thân tôi cũng biết, nhưng vẫn bị lão dắt mũi. Chính là bởi vì chỗ nào lão cũng đánh trúng điểm yếu của tôi. Duy nhất một điểm đáng để ăn mừng là Từ Thi Vũ không vì vậy mà bị thương, Trần Mù cũng không xảy ra chuyện gì cả. Tôi gật mạnh đầu, nói, chú Trần, cháu hiểu một nửa ý chú rồi. Nhưng rút củi dưới đáy nồi thì cháu nhất thời vẫn chưa hiểu. Tôi không lưỡng lự, trực tiếp hỏi thẳng ý nửa câu sau của Trần Mù. Mày sẽ hiểu được thôi. Nhưng thật hiếm, thấy Trần Mù lại không trực tiếp trả lời tôi, rồi tiếp đấy lão lại gọi chúng tôi, ra hiệu đi thẳng ra ngoài luôn. Đoàn người rời khỏi Triều Dương Trạch, đương nhiên là để Hoa Cô lại. Lúc gần ra đến cổng, tôi vẫn hỏi thêm một câu, Hoa Cô, Thanh Nhi và Viễn Quy ở lại đây không vấn đề gì chứ? Lý Đức Hiền liệu có còn ra chiêu hiểm nào nữa không? Trần Mù bình thản trả lời, Tiểu Hắc ở lại, chỗ này còn là Triều Dương Trạch, Lý Đức Hiền không có gan vào trong, Thập Lục, đừng có coi thường Triều Dương Trạch này. Khẳng định chắc nịch của Trần Mù cũng khiến tôi nhẹ nửa người. Rời khỏi Triều Dương Trạch, chẳng mấy chốc bèn về lại chỗ đường ruộng ban nãy vừa đi qua, lúc này sương mù vẫn không ít. Trần Mù gân cổ hò một câu, người chết qua quan không chạm đất, người sống đi đêm chớ quay đầu. Giờ dần chính khắc. Thằng mù mượn lối. Bách quỷ tránh đường. Giọng của lão the thé đến cực điểm, gần như xé rách trời đêm. Rõ ràng Phùng Khuất và Phùng Bảo, thậm chí là cả Từ Thi Vũ, cũng đều bất giác xoa xoa cánh tay, giống như đang nổi hết cả da gà lên vậy. Mắt thường có thể nhìn thấy, sương mù phía trước mặt chúng tôi đang nhanh chóng tản ra hai bên. Trong chớp mắt, phía trước mặt đã xuất hiện một con đường. Những người kia vẫn đang ở hai bên đường, bước đi vô định. Tôi cũng nhìn rõ nét, con đường này tuy thẳng, nhưng xung quanh hai bên, vẫn có rất nhiều đường nhỏ rẽ ra, bước nhầm một bước là sẽ bị dắt mũi quay về. Có Trần Mù ở đây, những người kia cũng không dám lại gần, chỉ là cảm giác lạnh lẽo quá mạnh, khiến trong lòng người ta không mấy dễ chịu. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi đến vị trí lối ra của khu ruộng, xác chết của Phùng Lan vẫn như con rối ngây dại đứng đó. Ánh trăng từ trên đỉnh đầu gã trót xuống, thê lương không tả được. Động tác của Trần Mù rất tự nhiên, vác luôn xác chết của Phùng Lan lên trên vai. Chúng tôi cũng đi ra khỏi khu ruộng, rất nhanh đã đến căn nhà hai tầng cũ nát của Lão Đinh. Xác chết tạm thời để trong nhà Lão Đinh, đợi xong việc thì sắp xếp thỏa đáng sau. Phùng Khuất đột nhiên nói nhỏ một câu. Tiếp đấy hắn lên trước, từ trên người Phùng Lan mò ra một chiếc chìa khóa, hắn lại thở dài một câu, nói, Trần Tiên Sinh, tôi lái xe đưa ông về thôn Liễu Hà, để Phùng Bảo dẫn mấy người La Tiên Sinh về nhà họ Phùng. Vừa hay ở đây có hai chiếc xe, Trần Mù cũng chẳng có ý kiến gì khác, cõng xác chết vào trong căn nhà hai tầng. Sau khi đi ra, thì dưới sự ra hiệu của Phùng Khuất, lên luôn chiếc xe kia của Phùng Lan. Tôi và Từ Thi Vũ cũng theo Phùng Bảo lên xe. Trên đường thôn vẫn là một trước một sau, qua khỏi đường hàng giấy thì chia ra hai đường rồi. Trên đường qua nhà họ Phùng, tôi vẫn luôn nghĩ ngợi, ý tứ câu rút củi dưới đáy nồi mà Trần Mù nói, dần dần cũng có chút manh mối. Lý Đức Hiền không chỉ động đến mỗi Từ Thi Vũ, mà còn cả một bộ phận tương đối đồng nghiệp bên cục của cô ta. Những người này, không một ngoại lệ, đều là đang điều tra chuyện của Lý Đức Hiền. Hơn nữa bọn họ đều đã có thu hoạch. Sự ra tay của Lý Đức Hiền chắc là do đã bị ép đến một mức độ nhất định, bắt buộc phải dừng điều tra của bọn họ lại. Lão không chỉ bắt cóc Từ Thi Vũ, đồng thời còn lấy đó để đối phó với tôi. Đây cũng là phương thức một mũi tên trúng hai con chim mà lão dùng để diệt trừ hậu hoạn. Nghĩ rõ những điểm này, tư duy của tôi càng trở nên rõ nét. Ý của rút củi dưới đáy nồi chính là giải quyết Lý Đức Hiền từ gốc rễ. Nếu anh vẫn chưa hiểu ra ý của chú Trần, hoặc giả tôi có thể nói cho anh biết. Giọng của Từ Thi Vũ vừa hay vang lên, ánh mắt cô ta nhìn tôi vẫn mang chút vẻ lo lắng. Tôi cười cười nói, tôi hiểu rồi. Tiếp đấy tôi cũng không do dự, mà hỏi thẳng Từ Thi Vũ, bọn họ rốt cục đã điều tra Lý Đức Hiền được bao nhiêu, đến bước nào rồi. Trong mắt Từ Thi Vũ cũng không nén nổi sự kinh ngạc, cô ta nghĩ ngợi một lát rồi mới bắt đầu nói. Nhưng những thông tin này lại khiến tôi vô cùng chấn động. Theo những gì Từ Thi Vũ nói, lần trước sau sự kiện nhà họ Cố, bọn họ liền dùng tất cả mọi cách thức và manh mối để điều tra Lý Đức Hiền. Vốn dĩ manh mối đã bị đứt đoạn ở quê nhà của Lý Đức Hiền, Lý Gia Khẩu. Bọn họ cũng điều tra ra những việc mà chúng tôi làm với nhà của Lý Đức Hiền. Kỳ thực tôi còn có chút ngại, dù sao đào mồ mả người khác, bất kể là do nguyên nhân gì, chung quy nghe ra đều không hay. Ngắt lời Từ Thi Vũ, tôi giải thích đơn giản một chút tại sao đi đào mồ. Nhưng Từ Thi Vũ lại nghiêm túc nói một câu, La Thập Lục, tôi tin tưởng anh, biết anh làm việc đều có cái lý của anh. Tôi hơi ngạc nhiên, còn cô ta thì tiếp tục nói với tôi, về phương diện thân phận gia thế của Lý Đức Hiền, bọn họ không điều tra ra manh mối gì, liền chuyển qua điều tra một người khác, đại thiếu gia của nhà họ Cố, Cố Thiên Lương. Từ trên người Cố Thiên Lương, bọn họ quả nhiên điều tra ra một điểm đột phá. Giai đoạn Lý Đức Hiền ở thành phố Nội Dương này vẫn đều luôn có tiếp xúc mật thiết với Cố Thiên Lương. Hơn nữa mẹ của Cố Thiên Lương, Vương Kim Cúc, cũng có quan hệ thân thiết với Lý Đức Hiền. Năm đó lúc Lý Đức Hiền thành danh ở thành phố Nội Dương, từng có không ít môn đồ tin tưởng lão, Vương Kim Cúc là một trong số đó, tôn lão làm đại sư. Cấu kết giữa hai người này không chịu nổi điều tra. Mười mấy năm trước Cố Thiên Lương từng bị bệnh nặng một lần, cần thay tủy, kết quả Cố Khai Sơn không tương thích, mà người hiến tủy cho Cố Thiên Lương, ngược lại là Lý Đức Hiền. Theo manh mối cùng với một loạt chứng cứ mà bệnh viện cung cấp, Cố Thiên Lương đến 7-8 phần là con trai của Lý Đức Hiền. Hơn nữa chuyện này quá bán là Cố Khai Sơn cũng biết, chỉ là ông ta luôn nhẫn nhịn không vạch trần. Sau khi Cố Khai Sơn chết, Cố Thiên Lương tẩu tán tài sản của nhà họ Cố, khi khu nhà họ Cố sụp đổ, chiếc du thuyền dừng ở trên sông lúc đó cũng là của nhà họ Cố. Bên cục sau khi có điểm đột phá, liền đem toàn bộ cường độ điều tra đặt lên trên người hai mẹ con Cố Thiên Lương và Vương Kim Cúc, ban đầu đúng thật chẳng có thu hoạch gì, nhưng sau đó cuối cùng cũng thu được một số manh mối. Dần dần tìm ra dấu vết của Cố Thiên Lương, phát hiện việc làm ăn của hắn cũng có vấn đề, có dính dáng đến đào mộ trộm xác. Hơn nữa hành tung của hắn mơ hồ không xác định, manh mối thi thoảng đứt đoạn. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào điều tra, trước mạng lưới camera giám sát của cả thành phố Nội Dương, gần như lúc nào cũng có người luân phiên canh chừng. Hơn nữa cũng đánh dấu một số vùng địa điểm, đoạn đường rời thành phố quan trọng, bất cứ xe cộ nào thuộc sở hữu của nhà họ Cố hoặc có liên quan đến nhà họ Cố, toàn bộ đều bị giám sát. Cuối cùng bọn họ phát hiện, Cố Thiên Lương mỗi cách một thời gian, đều ra khỏi thành phố đi tới một quả núi. Quả núi đó, chính là quả núi nơi nhà họ Phùng chuyển mộ qua. Bọn họ không biết Cố Thiên Lương qua đó làm gì, tuy rằng bọn họ từng hứa với tôi, có tin tức của Lý Đức Hiền là phải thông báo trước cho tôi, cố gắng không đánh rắn động cỏ. Nhưng lúc đó tôi lại không ở thành phố Nội Dương, cũng không biết lúc nào mới về được. Cơ hội hơi lơ là mất ngay, không bắt Cố Thiên Lương thì sẽ không tìm ra Lý Đức Hiền. Vậy nên bọn họ định ra một kế hoạch, đến cả nhà họ Phùng cũng không thông báo, liền định trực tiếp bắt Cố Thiên Lương luôn. Kết quả là một cuộc bao vây mà không bắt được người. Từ Thi Vũ mím môi ngừng lại, khẽ nói, tiếp sau đó thì anh biết rồi đấy, tôi bị người ta bắt đi, mãi cho đến hôm nay anh cứu tôi. Những thông tin này quá kinh người. Đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Đặc biệt là, Cố Thiên Lương lại là con trai của Lý Đức Hiền. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi đúng là cảm giác có chút manh mối. Thở dài một tiếng, nói, thảo nào hồi đó, Cố Khai Sơn có ý kiến với chuyện đứa con gái riêng của Cố Khai Dương đến vậy. Hóa ra là bởi vì trên người ông ta, có một điểm khác còn đau thấu tim gan hơn. Từ Thi Vũ lắc đầu, hoặc giả cái chết hồi đó của Cố Khai Sơn, cũng không chỉ là do Đường Tiểu Thiên hại người, trong đó còn có ai thêm dầu vào lửa vẫn chưa xác định được, chỉ là chúng tôi chưa bắt được Cố Thiên Lương, mà hiện giờ Lý Đức Hiền phản ứng mạnh như vậy, muốn rút củi dưới đáy nồi cũng không hề dễ. Trước đây tôi và bên cục cũng có nói chuyện một chút, bọn họ có tìm thêm được manh mối liên quan đến Vương Kim Cúc, nhưng bây giờ lại không dám vội vàng manh động. Tôi gật đầu, nói bọn họ không manh động là chính xác. Hơi nheo mắt lại, đáy lòng tôi cũng kiên quyết thêm nhiều, nói từng chữ một, vẫn là tiếp tục âm thầm điều tra, sự chú ý của Lý Đức Hiền đều trên người tôi, lần này chuẩn bị vẹn toàn, tôi sẽ cùng đồng thủ với các cô. Rút củi lửa của Lý Đức Hiền đi, lão sẽ chẳng gây sóng gió gì được nữa. Nhưng Từ Thi Vũ lại cười khổ, nói chưa chắc đã có thể tìm được điểm đột phá nào ở bên phía Vương Kim Cúc, Lý Đức Hiền quá nham hiểm xảo quyệt, Cố Thiên Lương cũng sẽ càng thận trọng hơn. Tôi trầm ngâm một lát, nói cứ xem tình hình phát triển thế nào đã, chung quy không nắm chắc 10 phần, thì cứ làm theo lời Trần Mù nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Kỳ thực tôi còn có chỗ nghi hoặc, chính là Cố Thiên Lương tại sao lại đi tới quả núi phong thủy chỗ nhà họ Phùng chuyển mộ qua. Còn định tiếp tục phá hoại phong thủy của nhà họ Phùng nữa. Chuyện này Lý Đức Hiền chắc là rất rõ, bọn lão căn bản không làm nổi. Nếu Cố Thiên Lương vẫn liên tục đi qua, thì nguyên do trong đó đáng để nghiên cứu kỹ rồi. Là tiên sinh, Từ tiểu thư, chúng ta xuống xe trước chứ. Đã đến nơi được một lúc, trời sắp sáng rồi. Lời nhắc của Phùng Bảo khiến tư duy của tôi quay lại, lúc này mới phản ứng, xe đúng là đã dừng được một thời gian rồi. Sau khi xuống xe, chân trời lờ mờ đã có ánh sáng trắng. Thân sắc của Từ Thi Vũ trông cũng rất mệt mỏi, bị bắt cóc một thời gian dài như vậy, vừa được cứu xong lại theo tôi bôn ba một chặng, cô ta sợ là cũng sắp tới giới hạn chịu đựng của cơ thể rồi. Tôi bảo Phùng Bảo sắp xếp phòng cho chúng tôi nghỉ lại, cũng dặn dò Phùng gia chủ cẩn thận. Phòng mà Phùng Bảo sắp xếp cho tôi vẫn là căn phòng ở dãy nhà bên mà lần trước tôi nghỉ ở nhà họ Phùng, phòng của Từ Thi Vũ thì nằm bên cạnh phòng tôi. Tôi đúng thật cũng cực kỳ mệt, cực kỳ buồn ngủ rồi, đầu óc cứ nặng trình trịch. Đưa mắt tiễn Từ Thi Vũ vào phòng, cũng dặn dò cô ta nghỉ ngơi tử tế xong, tôi mới về phòng mình. Sau khi tắm rửa qua loa xong, tôi nằm vật ra giường, chìm ngay vào giấc ngủ. Giấc ngủ này tôi cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu, cả quá trình đều không hề tỉnh giấc, cũng chẳng hề nằm mơ. Đợi lúc tôi tự tỉnh lại, mở mắt ra, thì bên ngoài đều đã có ánh trăng tràn vào. Đầu óc vẫn còn có chút mờ mịt, tôi từ trong phòng bước ra, thì lại nhìn thấy Từ Thi Vũ đang ngồi ở trong sân. Cô ta ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, trông có chút cô đơn, mái tóc dài xõa trên vai. Ánh trăng sáng tỏ chiếu trên gò má xinh đẹp của cô ta, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta có nỗi u buồn không miêu tả ra được. Rõ ràng Từ Thi Vũ cũng đã phát hiện ra tôi, cô ta ngoảnh đầu lại, vẻ mặt cô đơn u buồn đó chỉ vụt qua trong chớp mắt, thay thế vào đó là một nụ cười nhẹ hơi mang vẻ hoạt bát, cất giọng nói trong trẻo, nghĩ xong rồi à. Một giấc của anh ngủ sắp 14 tiếng đồng hồ rồi, còn không tỉnh, là tôi phải gọi Phùng Bảo đưa anh đi viện đấy. Tôi cũng cười cười, đồng thời còn chú ý đến, trong tay Từ Thi Vũ đang cầm một cái lược. Đúng thật là quá buồn ngủ, ngủ một giấc tinh thần cũng tốt hơn nhiều rồi. Tôi trả lời. Còn Từ Thi Vũ thì rất tự nhiên cất chiếc lược vào trong túi, khẽ nói, Phùng Bảo qua đây 2-3 lần, anh chưa tỉnh nên anh ta đi rồi. Cũng vào lúc này, phía ngoài cổng lại vọng lại tiếng bước chân vội vã. Tôi vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Phùng Bảo, hắn thì rất vui mừng, La tiên sinh, cậu cuối cùng cũng tỉnh. Tận 10 mấy tiếng đồng hồ rồi, gia chủ đã chuẩn bị gọi bác sĩ riêng qua xem tình hình cậu thế nào rồi đấy. Tôi không nhịn được mà bật cười. Phùng Bảo lại gọi chúng tôi đi ăn cơm đã, hắn qua đây mấy lần, cũng gọi Từ tiểu thư đi trước, nhưng cô ta đều nói là đợi tôi tỉnh rồi cùng đi. Hơn nữa Phùng Bảo còn nói với tôi, Phùng Khuất cũng về rồi, Lưu tiên sinh và La tiên sinh cũng cùng tới nhà họ Phùng. Lòng tôi hơi mừng, quả nhiên chú Trần ra tay, gần như sẽ không có bất cứ sơ suất gì. Chỉ là việc Từ Thi Vũ để bụng đói đợi tôi, cũng khiến tôi hơi có chút ngại. Đi ăn chút gì trước đã, để cô đợi tôi lâu như thế, thực sự xin lỗi. Tôi thành khẩn nhìn sang Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ trông lại càng hoạt bát hơn đôi phần, nói, tôi không có tên à. Việc này, nói thật, tôi có chút ngượng. Tôi cảm thấy chúng tôi cũng coi như quen thân, đại để tôi biết chút ý tứ của Từ Thi Vũ, gọi thẳng tên của Từ Thi Vũ thì có vẻ quá xa cách, nhưng nếu gọi thân mật, thì lại sẽ đường đột. Quan hệ bạn bè này của chúng tôi, có chút tế nhị khó nói. Đến cả bản thân tôi cũng không nói rõ thứ cảm giác đó ra được. Từ Thi Vũ khẽ nói, lúc bố mẹ tôi còn sống, thích gọi tôi là Thi Thi, có điều đồng nghiệp đều gọi tôi là Thi Vũ, anh có thể chọn một trong hai. Kiểu gì cũng không thể lần nào cũng chẳng gọi tôi một tiếng đã nói thẳng vào việc luôn được. Câu nói này của Từ Thi Vũ cũng chẳng có biểu cảm oán trách nào, có điều đây đúng thật là vấn đề của tôi. Tôi mở miệng nói được, vậy tôi sẽ cô ta là Thi Vũ như đồng nghiệp của cô ta. Kết quả chẳng biết tại sao, cái lưỡi ực một phát như bị thắt lại, trời xuôi đất khiến thế nào mà lại gọi một tiếng Thi Thi. Từ Thi Vũ đột nhiên che miệng bật cười, đôi mắt cô ta cong lại như vành trăng, đẹp chết đi được. Còn Phùng Bảo thì vội vàng nói một câu, La tiên sinh, Từ tiểu thư, vậy tôi ra ngoài đợi, hai người cứ từ từ. Nói rồi, Phùng Bảo liền vội và bước ra khỏi cổng. Tôi ngượng không chịu được, ngón chân đã sắp móc trách cả đế giày ra rồi. Có điều giây tiếp theo, tôi liền chú ý đến nơi khóe mắt, ở phía dưới hiên nhà đối diện, có một người đàn bà đang đứng. Người đàn bà đó chẳng phải chính là mẹ tôi sao? Nụ cười trên mặt mẹ rất dịu dàng, khẽ gật gật đầu với tôi. Tôi một phát liền hiểu ra, tại sao cái lưỡi tôi lại đột nhiên bị thắt lại một cái rồi. Kỳ thực tôi cũng đã sớm có suy đoán. Mẹ tôi rất thích Từ Thi Vũ. Trần Mù cũng rất thích Từ Thi Vũ. Dường như bây giờ đến cả Lưu Văn Tam cũng thấy Từ Thi Vũ rất không tồi. Thời gian dài như vậy, ý tứ thái độ của Từ Thi Vũ, tôi làm sao lại không xác định được. Lần trước, cô ta gần như đã tỏ rõ rằng cô ta có cảm tình với tôi. Nhưng tôi lại luôn trốn tránh việc bản thân đi suy nghĩ sâu về vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi sợ sẽ bị loạn cảm xúc, bản thân tôi không thể tiếp tục an tâm tập trung tư tưởng, cũng sẽ liên lụy khiến cô ta gặp chuyện. Dẹp bỏ những tư duy trong đầu, trên mặt tôi cũng nở nụ cười, đi ăn chút gì trước đã. Cùng với việc hai người bước ra ngoài, Từ Thi Vũ lại khẽ hỏi tôi một câu, tôi có thể gọi anh là Thập Lục được không? Được. Tôi gật gật đầu. Tôi rất thích cái lượt đó. Câu nói bất chợt của Từ Thi Vũ lại khiến tôi nghẹn lời. May mà Phùng Bảo đã lên phía trước đợi rồi. Mấy phút sau, chúng tôi đến tiền viện. Trên bàn ở trong sảnh chính bày không ít đồ ăn. Lúc này mọi người gần như đều đang ngồi đợi, Lưu Văn Tam, Trần Mù, Phùng Chí Vinh, Phùng Khuất. Nhưng trong đó lại không có Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế, cũng chẳng thấy bà nội tôi, việc này khiến tôi có chút ngạc nhiên. Phùng Chí Vinh lên tiếng chào hỏi tôi, sau khi tôi đáp lời xong, liền gọi chú Văn Tam và chú Trần. Đồng thời cũng không nhịn được, mà hỏi tại sao mấy người Âm Tiên Sinh không tới. Người trả lời tôi là Lưu Văn Tam, lão nhún vai, Âm Tiên Sinh nói chuyện này mày ứng phó được, không phải là phiền phức gì lớn, so với Dương Hạ Nguyên thì còn kém xa. Lão ở trong thôn đợi mày. Vốn dĩ lão bảo để Thẩm Kế đi cùng, nhưng chú thấy thôi bỏ đi. Cái con bé đó chẳng biết nói thế nào, người thì đẹp, thân thủ cũng tốt, nhưng chú sợ cái roi của nó lại ngán cho mày phát, nhỡ mà phá mất tướng, thì sau này khó kiếm vợ lắm. Lưu Văn Tam nói rồi liền cầm đũa lên, gắp một miếng thịt kho, nhấp một ngụm rượu. Lão cũng bảo tôi nhanh ngồi xuống ăn cơm, chỉ đợi có mỗi mình tôi thôi đấy. Đồng thời lão cũng nói, Lý Đức Hiền chẳng có gì đáng sợ cả, cái thứ giấu đầu hở đuôi, nó hoặc là đừng có lộ mặt, chứ lộ mặt là chém bỏ luôn. Tôi cười khổ, nói sợ là chẳng dễ dàng thế. Lúc tôi ngồi xuống ăn, Lưu Văn Tam đã uống liền mấy ly rượu rồi, lão nói làm gì có lắm không dễ dàng gì thế. Cũng vào lúc này, Phùng Chí Vinh mở miệng nói, những gì La Tiên Sinh và Từ Tiểu Thư nói chuyện, Phùng Bảo lúc trước đã kể một lượt với chúng tôi rồi, Trần Tiên Sinh và Lưu Tiên Sinh cũng nghe hết rồi. Tôi cũng đã liên lạc qua với mấy người bên cục của Từ Tiểu Thư, đối chiếu chi tiết. Tôi gắp một miếng cá sốt nhét vào miệng, cũng nghe kỹ lời Phùng Chí Vinh nói. Ý của ông ta cũng rất đơn giản, những thứ khác tuy ông ta không hiểu, phải trông chờ vào chúng tôi, nhưng cũng vẫn coi như biết tại sao Cố Thiên Lương lại cứ phải qua ngọn núi phong thủy chỗ nhà họ Phùng ông ta chuyển mộ qua. Con người tên Cố Thiên Lương đó lòng dạ hẹp hòi, hằng học báo thù. Con trai ông ta Phùng Tường Lâu và con dâu Vương Tiểu Yến tuy đều đã chết, thậm chí con trai ông ta còn là bị hại chết, nhưng hắn vẫn không nhìn được việc nhà họ Phùng có thể lên như diều gặp gió, cũng không thuận mắt việc con trai và con dâu ông ta có thể yên ổn hạ táng, không biết chừng còn đang định bày trò gì nữa. Hơn nữa về việc làm ăn bây giờ của Cố Thiên Lương, ông ta cũng đã có chút manh mối. Điều tra bên phía cảnh sát là đào mộ trộm xác, mà những xác chết này đi đâu thì bọn họ lại không biết. Nhưng nhà họ Phùng thì điều tra ra rồi. Lòng tôi kinh hãi, bất giác cũng buông đũa xuống, chằm chằm nhìn Phùng Chí Vinh. Phùng Chí Vinh thở dài một tiếng, nói, chúng trộm xác chết bán cho người cần, Lý Đức Hiền điểm âm hôn, làm ăn không hề nhỏ. Nếu không phải là một khách hàng gần đây của bọn chúng có quan hệ riêng khá tốt với tôi cũng không tra ra được. Mí mắt tôi không ngừng giật điên cuồng, Trần Mù thì đột nhiên mở miệng nói một câu, đào mộ người khác mà chưa được sự đồng ý của người thân, điểm âm hôn, quấy nhiễu sự yên nghỉ của người chết, khiến người ta không đầu thai được, đây là chuyện mất hết tính người, cũng khiến cả nhà người ta đau khổ. Lời nói của Trần Mù đơn giản ngắn gọn, nhưng đâu chỉ có đơn giản là đau khổ. Người ta đang yên đang lành chôn cất xác chết người thân, kết quả lại bị kẻ khác đào phần cuộc mộ, còn đem đi mua bán, thậm chí là hôn phối, đặt mình vào hoàn cảnh đó, đến cả cái tâm muốn giết người cũng có nữa là. Tôi có thể đồng cảm được, bởi vì Dương Hạ Nguyên từng lấy mất xác chết của bố và ông nội tôi. Có điều tôi ít nhất còn có cơ hội đoạt lại, kể cả là bị ép buộc đi làm việc, thì dù sao cũng có thể chấp nhận được. Những gì mà Lý Đức Hiền và Cố Thiên Lương làm thì đã đến đường cùng luôn rồi, làm gì còn cho người ta khả năng tìm lại hài cốt. Từ Thi Vũ thì chầm chầm nhìn Phùng Chí Vinh, giọng nói lạnh lót, Phùng gia chủ nói như vậy, ý là người nhà kia đồng ý giúp bắt Lý Đức Hiền. Tôi thấy, chắc không đơn giản như thế đúng không? Câu hỏi của Từ Thi Vũ cũng đánh vào điểm mấu chốt. Phùng Chí Vinh gật gật đầu, ông ta thành khẩn nói, đúng thật không đơn giản như thế, tôi cũng từng khuyên ông ta về nhân phẩm của tên Lý Đức Hiền này, và cả hậu quả của chuyện này, ông ta cũng từng nghe danh của La Tiên Sinh, ông ta có đưa ra một yêu cầu. Ông ta có thể bán đứng Lý Đức Hiền, cung cấp cơ hội để chúng ta bắt lão, có điều sau khi xong chuyện, La Tiên Sinh phải giúp ông ta giải quyết mối họa tiềm ẩn của gia tộc. Dạo gần đây gia tộc ông ta loạn trong giặc ngoài, con trai cả đột tử, cũng chẳng có lựa chọn nào, nên mới hợp tác với Lý Đức Hiền. Kỳ thực ông ta có chút nghi ngờ, vấn đề phong thủy của nhà ông ta không phải đột ngột xuất hiện, vì cùng với việc trong nhà liên tục gặp tai họa, thì là Lý Đức Hiền tới, bán xác chết, điểm âm hôn giúp giải quyết phiền phức cho ông ta với giá trên trời. Lưu Văn Tam đang nghe truyện trên TVAudiocv nhấp một ngụm rượu, nói, giỏi cái thằng tự làm tự bán, tính toán của Lý Đức Hiền quá khôn. Đây đâu chỉ là khôn nữa. Hồi đó Lý Đức Hiền chẳng phải cũng làm như thế này đối với nhà họ Phùng sao? Chỉ có điều, Lý Đức Hiền đúng là muốn hủy nhà họ Phùng thật, cho dù nhà họ Phùng chi tiền rồi, cũng không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển tình thế nào cả. Tôi cũng không do dự, gật gật đầu nói được. Tuy rằng bên Vương Kim Cúc có điểm đột phá, chỗ Cố Thiên Lương hoặc giả cũng có chút ít manh mối, nhưng việc này đều không thể trực tiếp bằng cách đối phó thẳng với Lý Đức Hiền được. Lão e là tuyệt đối không ngờ rằng, chúng tôi lại có thể dùng phương thức này để chơi cho lão một vố. Vẻ mặt Phùng Chí Vinh vui mừng hơn nhiều, nói tối nay ông ta sẽ bàn bạc với bên kia ngay trong đêm, xem làm thế nào, rồi sẽ nói chi tiết với tôi sau. Tiếp đấy, ông ta cũng cầm một ly rượu lên, ra hiệu mời tất cả chúng tôi một ly. Xong bữa cơm, Lưu Văn Tam cũng uống không ít. Tôi cũng chẳng khuyên lão, thói quen của lão là thế, nói không chừng không uống rượu, thì còn chẳng có cách nào tập trung tinh thần ấy. Từ Thi Vũ cũng ăn không ít đồ ăn, mà cô ta cũng uống một ly rượu. Ly rượu đó là do Trần Mù rót, cô ta cũng không tiện từ chối. Thập Lục, mày dìu Từ tiểu thư về nghỉ ngơi, những chuyện khác, để mai nói sau. Trần Mù trông rất nghiêm chỉnh. Bất kể là lão ra vẻ nghiêm chỉnh cũng được, hay là mặt không biểu cảm cũng xong. Nhưng câu nói này của lão lại khiến tôi cảm thấy lão có chút không được nghiêm chỉnh cho lắm. Từ Thi Vũ cúi đầu, chẳng nói câu nào, không biết cô ta đang nghĩ gì. Tôi còn tưởng là cách làm của Trần Mù khiến trong lòng Từ Thi Vũ thấy phản cảm, vì dù sao cô ta cũng không ngu. Đang lúc định dìu cô ta về trước rồi giải thích sau, thì đột nhiên từ phía tiền viện có một người làm nhà họ Phùng vội vã đi vào. Gã đến trước bàn trịnh trọng nói, gia chủ, có một người tên là Thương Tượng đến, anh ta hình như rất nóng ruột, lúc thì bảo cần gặp gia chủ, lúc lại bảo cần La Tiên Sinh đi với anh ta. Trước đây gia chủ chẳng phải từng dặn là ai đến tìm La Tiên Sinh đều bảo không có đây à? Nhưng Thương Tượng nghe xong vẫn không đi, anh ta còn định xông vào trong gặp gia chủ, rồi lại bảo chúng tôi gọi La Tiên Sinh ra, mắt tôi lập tức liền hơi nheo lại. Phùng Chí Vinh ngạc nhiên nhìn sang tôi, còn Phùng Khuất cũng lộ vẻ kinh ngạc, rất nhanh, thần sắc của hắn đã chuyển thành khâm phục. Tôi mở miệng nói, anh đưa anh ta vào đây đi, tôi gặp anh ta. Người làm đó lại vội vàng đi ra. Mấy phút sau, anh ta bèn dẫn một người thân hình ngũ đoản vào trong đại viện. Người này hóa ra chính là Thương Tượng, chỉ có điều thần sắc của anh ta tiều tụy hơn rất nhiều so với trước đây, trong mắt cũng vằn đầy mạch máu, trên đầu còn có vết thương. Càng quan trọng hơn là, mũi anh ta bị phá rồi. Mũi là cung tiền tài, anh ta lại càng là tướng mặt ngũ nhạc triều giới, đầu mũi còn là trung nhạc tung sơn. Tiền tài của anh ta là tiền tài lớn. Kết quả lại bị phá vỡ cung tiền tài. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Giây tiếp theo, người làm đó bèn đưa Thương Tượng đến trước bàn chúng tôi. Ánh mắt Thương Tượng rõ ràng có chút tránh né, gò má vì bồn chồn bức rứt mà đỏ bừng lên. Tôi nhìn đối diện với anh ta càng mất tự nhiên hơn, hai tay không ngừng lặp lại động tác nắm chặt thả lỏng. Anh Thương, có chuyện gì, ngồi xuống rồi nói. Tôi mở miệng một cách hòa nhã. Thân người Thương Tượng run rẩy một phát, anh ta lắc lắc đầu, sầu thảm nói, tôi làm gì có tư cách ngồi xuống. là tiên sinh, giúp tôi với. Rõ ràng, ánh mắt anh ta có thêm chút vẻ vang lơn. Tôi cũng muốn hỏi anh ta rốt cục đã phát sinh chuyện gì. Từ khi rời khỏi nhà anh ta là tôi đã tính chuẩn việc anh ta sẽ tới tìm tôi, lúc đó vợ anh ta đã có vấn đề rồi, chỉ có điều anh ta là người trong cuộc, nhìn không thấu triệt mà thôi. Chỉ là bây giờ anh ta bị phá cung tiền tài, vấn đề rõ ràng càng nghiêm trọng hơn. Vợ anh ta mưu tài. Việc này không thực tế, tiền vốn đã là của hai vợ chồng rồi. Tôi đang định mở miệng, thì Phùng Chí Vinh đã lên tiếng trước. Thương Tượng, nhà họ Phùng chắc đối đãi với anh không tồi chứ. Đồng thời Phùng Chí Vinh cũng hơi gật đầu với tôi, bên cạnh, Phùng Khuất cũng đưa mắt ra hiệu cho tôi. Thương Tượng gật đầu lia lịa, đúng. Tôi vẫn luôn cảm kích sự chiếu cố của nhà họ Phùng. Giây tiếp theo, Phùng Chí Vinh liền nheo mắt lại tiếp tục nói, vậy tôi bảo La tiên sinh qua tìm anh, sao anh lại đuổi cậu ta đi? Nếu không phải Phùng Khuất kể với tôi đúng thật không biết anh oai phong như thế. La tiên sinh tốt bụng nhắc nhở anh, đấy là muốn cứu anh còn cho rằng cậu ta có ý gì với vợ anh sao? Giọng nói của Phùng Chí Vinh lạnh lùng hơn không ít, sức ép cũng càng lớn hơn, vì thể diện của nhà họ Phùng, nên chuyện này cứ thế mà bỏ qua luôn. Sắc mặt Thương Tượng một phát liền tái nhợt luôn. Anh ta lắp bắp, tôi. Phùng Chí Vinh nheo mắt, lại tiếp tục nói, là tiên sinh tiếc tài, mới giúp anh như thế, bình thường cậu ta bận nhiều việc, cho dù là nhà họ Phùng mời cậu ta giúp, cũng chẳng phải lúc nào cũng có thể giúp được. Anh ngược lại đuổi người ta ra khỏi cổng, mở miệng là cảm kích nhà họ Phùng, nhưng lại đối đãi với khách quý nhà họ Phùng như vậy. Thương Tượng, cái tâm tiểu nhân của anh nặng quá, thôi cứ mời anh về cho. Cầu cạnh người ta, mà đến thái độ cầu cạnh người ta cũng không có, còn cầu cạnh cái nỗi gì. Nhà họ Phùng cũng không thiếu một thợ thủ công như anh. Nói đến sau cùng, giọng Phùng Chí Vinh đã trở nên nghiêm khắc hơn không ít. Đầu Thương Tượng đã sắp cúi gầm xuống tận đất rồi. Phùng Chí Vinh quát một câu, tiễn khách. Thương Tượng mới vụt ngẩng đầu lên, mặt anh ta càng nôn nóng hơn, nói một câu, Phùng gia chủ từ từ. Giây tiếp theo, Thương Tượng liền cúi gập người về phía tôi, phải gập người đến gần 90 độ rồi. Anh ta liên tiếp cúi người tận mấy lần, rồi mới thê thảm nói, là tiên sinh, tôi là người thô lỗ, bị quỷ ám, uổng phí lòng tốt của cậu, xin lỗi. Mong cậu lượng thứ, cho tôi một cơ hội. Trên mặt Phùng Chí Vinh, lúc này mới lộ ra chút vẻ vừa ý. Trong lòng tôi cười khổ, vốn dĩ tôi định đi giúp Thương Tượng luôn, anh ta chắc chắn cũng không tiếp tục nghi ngờ tôi nữa. Nhưng cách làm của Phùng Chí Vinh thì càng thẳng thừng triệt để hơn. Thương Tượng đích thực không giữ chút thể diện nào cho tôi và Phùng Khuất. Phùng Khuất kể chuyện này cho Phùng Chí Vinh cũng chẳng có gì đáng nói. Hiện giờ Phùng Chí Vinh chỉ dùng mấy câu nói đơn giản đã giúp tôi và Phùng Khuất lấy lại thể diện, đồng thời không có gì phải nghi ngờ, cũng khiến Thương Tượng thấp hơn một bậc. Tuy rằng trên thực tế, tôi cảm thấy việc thấp hơn một bậc này ý nghĩa cũng chẳng lớn lắm. Nhưng Phùng Chí Vinh đang giúp tôi chẳng có lý gì lại đi phản bác ông ta cả. Phùng Chí Vinh chưa mở miệng, tôi bèn không lên tiếng trước. Thương Tượng ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh ta càng sốt ruột hơn, nhìn sang Phùng Chí Vinh như van vỉ. Nhưng Phùng Chí Vinh lại thở dài một tiếng, tôi đã nói rồi, đây là ý của nhà họ Phùng, còn về La tiên sinh thế nào, thì Phùng Chí Vinh tôi cũng không quản nổi. Nói xong, Phùng Chí Vinh bèn cầm một ly rượu lên, lặng lẽ uống. Thương Tượng lại đầy vẻ van lơn nhìn sang tôi, định nói tiếp. Tôi cảm thấy Phùng Chí Vinh dạy dỗ Thương Tượng thế cũng đủ rồi, thêm nữa là thành dậu đổ bìm leo, đó không phải là ý muốn ban đầu của tôi. Anh Thương, tôi cũng chẳng thấy đây là chuyện gì lớn, chúng ta bỏ qua chuyện này tại đây, giờ anh nói chuyện của anh đi. Tôi đáp lại anh ta bằng một nụ cười thân thiện. Trên mặt Thương Tượng lập tức lộ vẻ vui mừng không xiết, anh ta lập tức liền gấp rút kể một lượt đầu đuôi sự việc. Hóa ra hôm đó sau khi tôi đi xong, anh ta cũng tỉnh ngộ. Muốn bảo anh họ của vợ anh ta rời đi. Kết quả tên anh họ vợ kia nói anh ta qua cầu rút ván, bộ dạng ở lì không chịu đi. Anh ta vốn đã bất lực với những chuyện thế này, bình thường cũng không quen từ chối người khác, vậy nên trước đây đều là trốn được thì trốn, toàn dựa vào vợ anh ta Miêu Tĩnh khuyên tên anh họ vợ đó đi về. Kết quả Miêu Tĩnh lại đi ngủ luôn rồi, nên chỉ còn cách sắp xếp cho tên đó ngủ lại. Đợi đến sáng ngày hôm sau, tên anh họ vợ của anh ta bắt đầu đòi tiền, nói hơn nói thiệt, nhất định cứ phải lấy được tiền mới đi. Mà Miêu Tĩnh lại cứ ở lì trong phòng không ra ngoài, không lên tiếng, anh ta cũng chẳng còn cách nào, nên hứa sẽ cho 40 vạn. tên anh họ vợ không chịu, nói kết hôn cần 80 vạn. Cuối cùng Miêu Tĩnh ở trong phòng lại mở miệng, bảo anh ta cho 80 vạn. Thương Tượng tuy không hiểu, nhưng vẫn đồng ý, nghĩ là khả năng vợ anh ta có dự định gì đó. Quả nhiên, chẳng mấy chốc vợ anh ta liền bảo anh họ cô ta cầm tiền này xong, sau này cả đời cũng đừng tới nhà bọn họ nữa. Trong lòng Thương Tượng cũng thoải mái hơn nhiều, nghĩ là thôi thì mất tiền dẹp hòa. Kết quả tên anh họ vợ lại biểu thị ngay tại trận, rằng đòi đoạn tuyệt quan hệ, thì 80 vạn sao đủ được. Phải 160 vạn. Thương Tượng đần người luôn, thấy rằng như thế là lòng tham không đáy, nên trực tiếp từ chối luôn. Kết quả tên anh họ vợ liền động thủ ngay tại chỗ, đánh cho anh ta một trận, nói anh ta không nghĩ đến tình nghĩa. Đã bị đánh rồi thì anh ta càng không thể nào bỏ tiền ra nữa. Nhưng anh ta không ngờ rằng, Miêu Tĩnh lại ra khỏi phòng, trực tiếp chuyển luôn cho tên anh họ vợ này 160 vạn, rồi đuổi tên đó đi. Anh ta vốn tức không chịu nổi, thấy rằng tiền này làm sao có thể cho được. Nhưng anh ta đích thực là thương Miêu Tĩnh, ý của Miêu Tĩnh là tốn tiền một lần đuổi bỏ cái tên ôn dịch này đi, như thế sau này sẽ không có ai đến quấy rầy bọn họ nữa. Anh ta khó chịu mất một hồi, rồi cũng chấp nhận hiện thực, tiền có thể tiếp tục kiếm, chỉ cần cuộc sống yên tĩnh là được. Kết quả đến tối anh ta liền phát hiện ra vấn đề khác. Miêu Tĩnh ngủ say xong, hơi thở đặc biệt yếu ớt, anh ta sợ xảy ra chuyện, nên vội gọi cô ta dậy, bảo đi viện khám xem thế nào. Kết quả Miêu Tĩnh nổi trận lôi đình, đuổi anh ta qua phòng khác. Anh ta vẫn lo lắng không chịu được, lén lút về lại phòng, thì phát hiện Miêu Tĩnh không ngủ ở trên giường, mà mũi giày lại còn hướng vào trong giường. Đối với những chuyện đơn giản thế này, anh ta cũng từng nghe một số tiên sinh nói, mũi giày hướng vào trong là quỷ lên giường, anh ta liền vội vàng đi xếp giày ngay ngắn lại. Kết quả anh ta phát hiện, Miêu Tĩnh đang nằm dưới gầm giường nhìn anh ta. Chuyện này khiến anh ta sợ không chịu nổi, việc là hết việc này đến việc kia. Anh ta định khuyên, kết quả lại bị chửi cho một trận rồi đuổi ra khỏi phòng. Cả một đêm anh ta không làm sao ngủ nổi, người đang yên đang lành tại sao lại xảy ra vấn đề được. Anh ta nghĩ liệu có phải là chuyện của tên anh họ vợ của anh ta, kỳ thực cũng đã kích động đến Miêu Tĩnh hay không. Vậy nên anh ta định đợi trời sáng sẽ nói chuyện tử tế với Miêu Tĩnh, nhưng kiểu gì cũng không tìm thấy người đâu. Tìm nguyên cả một ngày mà anh ta vẫn chẳng biết Miêu Tĩnh đi đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Cuối cùng đến lúc trời sắp tối, anh ta nghe thấy trong nhà kho có tiếng động, liền qua xem, kết quả phát hiện Miêu Tĩnh nằm trong một cổ quan tài bằng đồng mà anh ta mua về, vừa mới bò dậy, trên mặt còn mọc đầy lông màu đen đỏ. Lúc đó anh ta sợ đần cả người ra, cũng không dám ở lại trong nhà, nên liền chạy ngay tới tìm chúng tôi. Nói xong những lời này, Thương Tượng càng khóc mếu cầu xin tôi, nhất định phải giúp anh ta, cứu lấy vợ anh ta. Sợ là trong nhà anh ta có thứ gì đó không sạch sẽ, nên mới khiến vợ anh ta biến thành thế này. Tôi im lặng, sau đó mới thở dài một tiếng, lắc đầu, anh Thương, cô ta rốt cục làm sao, bản thân anh sợ là cũng đã đoán ra rồi đúng không? Môi Thương Tượng mấp máy, nhưng chẳng nói lời nào. Anh ta đột nhiên cầm chai rượu trước mặt Lưu Văn Tam lên, tu hết non nửa chai. Tiếp đấy mắt anh ta đỏ hoe nhìn tôi, khó khăn nói, cứu lấy cô ấy. Dưới đáy mắt Thương Tượng, tôi nhìn thấy một tia cầu may, còn cả sự giằng xé không chịu tin vào thực tế. Tôi cũng chẳng tiếp tục vạch trần ra nữa, gật đầu bảo, tôi đi cùng anh qua xem. Đúng vào lúc này, Lưu Văn Tam đột nhiên mở miệng, Thập Lục, chú đi cùng với mày. Tình trạng cơ thể bây giờ của mày, đối phó với mẫu tử huyết sát, sợ là cứ phải từ từ. Những lời này lão nói chẳng chút vấp váp, từ trong ánh mắt, tôi rõ ràng cũng nhìn ra chút ý tứ. Tuy Lưu Văn Tam không hỏi thêm chuyện việc tôi bị tổn thọ, nhưng Trần Mù chắc chắn sẽ nói. Chưa đợi tôi mở miệng, Lưu Văn Tam đã nói tiếp, lão Mù, ông thì ở lại nhà họ Phùng đi, ở đây dù gì cũng phải có người, tiện thể bảo vệ con bé này tí. Nói rồi Lưu Văn Tam lại liếc Từ Thi Vũ một cái, lão làm một hơi hết rượu trong ly, vuốt ve cán trảm quỷ đao. Xử lý càng nhanh càng tốt, cố hết sức đừng để phát sinh thêm việc gì khác. Giọng Trần Mù rất bình tĩnh, tiếp đấy lại nói, chú sẽ nói chuyện với Phùng gia chủ về chuyện ban nãy. Tôi gật đầu, cũng yên tâm hơn không ít. Chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì Từ Thi Vũ lại kéo tay tôi một phát, cô ta khẽ nói một câu cẩn thận. Tôi cười, trả lời bằng hai chữ yên tâm. Ra khỏi nhà họ Phùng, vốn dĩ Thương Tượng kiên trì đòi lái xe. Nhưng anh ta một hơi tu hết non nửa chai nhị oa đầu, người đã toàn mùi rượu rồi, đến đi còn không vững thì ai dám để anh ta lái. nên vẫn là bảo Phùng Khuất lái xe đưa chúng tôi đi. Thời gian lúc này khoảng tầm hơn 9 giờ, ánh trăng bị phủ lên một lớp sương trắng ẩn hiện, trên trời không có sao. Lúc gần 10 giờ, chúng tôi đến bên ngoài nhà Thương Tượng. Bức tường gạch màu xám đen toát ra một thứ hơi lạnh không tả rõ ra được. Sau khi xuống xe, tôi dặn Phùng Khuất không cần đi theo chúng tôi, cứ ở lại trên xe là được. Thương Tượng đi đẩy mở cánh cổng nhà lõm vào bên trong ra. Két một tiếng khẽ vang lên, cánh cổng gỗ 1 mét bị đẩy mở. Trong sân cũng rất lạnh lẽo, so với lần trước tới đây, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là một căn nhà bình thường, cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy trong lòng bức bối ngột ngạt. Giống như là vào trong một căn nhà cũ nhiều năm không có người ở, tràn ngập mùi thối rữa của tử khí vậy. Ở đây có huyết sát, bèn không còn là nơi thích hợp cho người sống ở nữa. Đặc biệt huyết sát này còn là xác sống, sợ là chẳng khác gì nhiều so với Quá Phụ Liêu lần đó. Ở một gian phòng phía mé bên phải, từ trong cửa sổ toát ra thứ ánh sáng lờ mờ, không giống ánh đèn, mà ngược lại giống như ánh nến. La Tiên, Thương Tượng đang định mở miệng. Thì đột nhiên, cửa sổ của gian phòng đó mở ra, cái đầu Miêu Tĩnh thò luôn ra ngoài. Một nửa mái tóc bù xù của Miêu Tĩnh vắt trên vai, một nửa rủ thẳng xuống dưới, che mất hơn nửa khuôn mặt. Nói thật, cô ta đột nhiên thò đầu ra thế này, đúng thật khiến người ta sởn gai ốc. Bất thình lình, Miêu Tĩnh nói, chồng, sao anh lại đưa cái người này về nữa? Nó định lật chăn của em, anh chẳng phải cũng nhìn thấy rồi à? Giọng của cô ta khô không khóc, mà còn vô cùng trống rỗng, dường như đã hình thành tiếng vọng ở trong sân. Mặt Thương Tượng trắng bệch, anh ta hoảng loạn nhìn sang tôi, biểu cảm trên mặt giống như dây tiếp theo là sẽ gào khóc thành tiếng luôn vậy. Mí mắt tôi giật mấy phát. Phía dưới nửa khuôn mặt bị che khuất đó của Miêu Tĩnh, lờ mờ có thể nhìn thấy không ít lông nhung màu máu. Hơn nữa tôi cũng cảm nhận được sự uy hiếp ẩn hiện. Xác mẫu tử huyết sát, còn là xác sống, rất khó đối phó. Có điều nếu đấu với hai người tôi và Lưu Văn Tam, cô ta cũng chẳng được sung sướng gì. Chỉ là nếu đánh thật, thì Miêu Tĩnh sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Tôi còn muốn nhờ Thương Tượng làm không ít việc, nếu như ra tay quá ác, Thương Tượng bị kích động quá mạnh, sợ là tôi sẽ chẳng còn cơ hội hợp tác với anh ta nữa. Tiếp xúc với xác sống đã không ít, kỳ thực tôi cũng hơi hiểu bản tính của xác sống. Trong chớp mắt đã dẹp tư duy lại, tôi cũng bình tĩnh trả lời, chúng tôi tới bảo anh Thương lấy ít đồ, xong việc là đi ngay. Là do Phùng gia chủ sắp xếp. Cổ họng Thương Tượng lên xuống một phát, Lưu Văn Tam cũng không mở miệng. Chỉ chớp mắt, trong sân đã trở nên rất yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi. Giây tiếp theo, Miêu Tĩnh đột nhiên giơ tay lên vuốt tóc, hoàn toàn để lộ cả khuôn mặt ra ngoài, cô ta chằm chằm nhìn tôi. Da mặt co giật mấy phát, da cười mà cơ không cười. Vậy các người nhanh đi lấy xong thì cút ra ngoài. Giọng của cô ta lạnh băng trống rỗng, ánh mắt càng lạnh như thấu đến tận xương. Ngay tiếp đó, cô ta lại nói một câu, chồng, sau này chuyện nhà họ Phùng anh cũng đừng quản nữa, chúng ta phải sống cho yên ổn. Không ai chia rẽ chúng ta được, ai muốn chia rẽ chúng ta, kẻ đó sẽ phải chết. Nói rồi, Miêu Tĩnh đột nhiên bật cười, nụ cười này của cô ta quá rợn người, trong sân đều vang vọng tiếng cười trống rỗng điếc tai của cô ta. Cạch khẽ một tiếng, cửa sổ bị đóng lại, có điều rõ ràng vẫn có thể nhìn thấy hình bóng. Miêu Tĩnh vẫn đang ngồi ở phía sau cửa sổ, giống như là vẫn luôn nhìn chúng tôi vậy. Mặt Thương Tượng đầy vẻ ngơ ngác chẳng biết làm sao, tôi đẩy anh ta đi lên trước, anh ta mới hoàn hồn lại, thuận theo đó mà vào trong gian chính. Rất nhanh anh ta đã đưa chúng tôi vào căn phòng làm việc lần trước. Bên trong giống hệt như lần trước tôi tới, chẳng có bất cứ thay đổi gì. Tôi đưa tay đóng cửa lại. Anh Thương, ở đây có còn la bàn nhái 3 tầng phong thủy không? Tôi trực tiếp mở miệng hỏi luôn. Thương Tượng bất an hỏi tôi rốt cục định làm gì? Tại sao không giúp vợ anh ta? Tôi chằm chằm nhìn anh ta, thở dài lắc đầu, anh Thương, vẫn không tin vào hiện thực sao? Tôi nói xong câu này, môi Thương Tượng lại mấp máy một cái, rồi anh ta đột nhiên khóc òa lên. 2 hàng nước mắt thuận theo gò má chảy xuống. Đúng là không cứu được nữa sao? Anh ta khó nhọc hỏi một câu. Tôi lắc đầu, sống chết có số, cô ta là xác sống đến cuối cùng vẫn còn giữ một hơi thở, có điều như thế sẽ chỉ càng ngày càng hung dữ, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, cô ta cực lực biểu hiện rằng mình vẫn là một người bình thường, nhưng tính cách đã thay đổi rồi, cô ta không tắt thở là vì muốn được tiếp tục sống với anh, vì mục đích này. Cô ta sẽ còn càng cực đoan hơn. Vừa nãy nếu như động thủ thì cô ta nhất định sẽ sống chết phản kháng, đánh qua đánh lại cũng khó bảo đảm xác còn nguyên vẹn được. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là tôn trọng người chết. Anh lấy một chiếc la bàn nhái ra, tôi trấn xác của cô ta, sau đó nghĩ cách đỡ âm linh cho cô ta. Đứa bé trong bụng cô ta cũng là một mạng sống chưa được thấy ánh mặt trời, đỡ ra rồi, để vợ anh tắt thở, cô ta mới có thể đi đầu thai được. Ngừng một chút, tôi lại khuyên anh ta một câu bớt đau buồn. Thương Tượng ngơ ngẩn đứng im khoảng chừng một phút, rồi anh ta mím môi, ngồi xuống phía trước bàn làm việc. Trên bàn các dụng cụ dao khắc bày la liệt, cũng có một ít phôi la bàn hỏng, rõ ràng là làm nhái chỉnh thể định la bàn. Ngoài ra, đích thực có la bàn nhái chưa được điêu khắc xong toàn bộ. Anh ta nhặt một cái lên, rồi bèn cúi đầu, hoàn toàn tập trung vào việc khắc nốt phần phong thủy còn lại. Cũng chẳng phải là tôi cố ý kiếm chuyện, mà đây đúng thật là phương pháp giải quyết ôn hòa nhất, có thể tránh xảy ra biến cố ở mức độ cao nhất, cũng sẽ không khiến Thương Tượng suy sụp. Chiếc la bàn nhái cuối cùng trên người tôi cũng đã bị dùng mất trong lần đỡ âm linh sử dụng sinh thuật kia rồi. Thời gian lúc này dường như trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã cả tiếng đồng hồ trôi qua. Chiếc la bàn nhái trong tay Thương Tượng chỉ còn lại vòng phong thủy cuối cùng. Cũng vào lúc này, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn do Phùng Khuất gửi. Trong đó chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, là tiên sinh, các cậu thế nào rồi? Thằng anh họ vợ Thương Tượng lẻn vào trong sân rồi, thằng này lén lén lút lút, sợ là không làm việc gì hay ho hết. Lòng tôi trầm hẳn xuống, chầm chầm nhìn tin nhắn, đầu mày dần nhíu chặt lại với nhau. Có câu nói gọi là bát gạo là ơn đấu gạo là thù. Tên anh họ vợ này của Thương Tượng, phải nói là lòng tham không đáy. Có điều tôi lại cảm giác, xác suất lớn là gã cũng có vấn đề. Đầu tiên là tướng mặt đã chẳng phải người tốt, thêm nữa là Miêu Tĩnh chết một cách quá kỳ quặc, vô duyên vô cớ tự nhiên mất mạng. Giây phút trước tôi thấy cô ta còn đang yên đang lành, chúng tôi chỉ mới vào phòng dụng cụ của Thương Tượng có một lúc, đi ra thì đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện này, sợ là gã không thoát khỏi có liên quan được. Anh Thương, tên anh họ vợ của anh tên là gì? Tôi giả vờ vô ý hỏi một câu. Thương Tương ngừng một chút, trả lời, Miêu Kinh Luân. Anh ta trầm mặt, rồi lại nói, tên thì là cái tên hay, tiếc là anh ta không có kinh sử đầy người, mà ngược lại là chơi bời lêu lỏng. Thương Tượng tiếp tục điêu khắc, anh ta càng nghiêm túc hơn, tốc độ tay cũng càng nhanh hơn nữa. Anh Thương, tôi đi vệ sinh một tí, anh cố gắng đừng để có sai sót. Nói xong, tôi đưa mắt ra hiệu cho Lưu Văn Tam, rồi lại nhìn sang Thương Tượng một cái. Tiếp đấy tôi lại để cho Lưu Văn Tam liếc điện thoại của mình một phát, rồi cắm đầu đi ra khỏi phòng dụng cụ. Lưu Văn Tam không hề đi theo tôi với lão hợp tác thời gian dài như vậy, rất nhiều lúc, chỉ một ánh mắt là đã hiểu hết ý rồi. Hành lang tối đen yên tĩnh, tốc độ bước chân của tôi cũng không chậm. Miêu Kinh Luân có vấn đề, nhưng cũng không thể để gã đi chọc giận Miêu Tĩnh bây giờ được. Nếu không, thì sẽ không thể yên ổn mà trấn áp Miêu Tĩnh. Rất nhanh đã ra đến sân, lúc này trong sân đã nổi sương mù, hơi sương mông lung, trong màu trắng toát ra chút màu đỏ tươi, khiến người ta rất ngột ngạt. Nhìn một lượt không thấy Miêu Kinh Luân đâu cả. Tôi nhìn một vòng quanh sân, không khỏi thất kinh, bởi vì trên cửa sổ phòng ngủ của Miêu Tĩnh và Thương Tượng có hai cái bóng. Một cái rõ ràng là của Miêu Tĩnh, cô ta yên lặng không động đậy. Cái bóng còn lại thì là một tên đàn ông, hơi cúi không người, đồng đưa qua lại. Tôi nín thở, cố gắng thở nhẹ, rón rén bước về phía cánh cửa sổ kia. Bởi vì trong sân quá yên tĩnh, nên đi được hơn nửa cự ly là tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong vọng ra. Tiểu Tĩnh, anh họ không phải là tham lam, mà chỉ là anh họ không nỡ bỏ em. Đấy, nên vẫn cứ lén quay lại thăm em đây. Trước đây tôi chỉ nghe qua Miêu Kinh Luân nói một chữ, nhìn trên tướng mặt thì gã cũng là háo sắc bạc tình, bây giờ nghe tiếng gã nói, giọng nói cũng cực kỳ bỉ ổi và vô cùng giả tạo. Anh muốn thế nào mới có thể không làm phiền chúng tôi nữa? Cuối cùng, Miêu Tĩnh cũng mở miệng nói, cái âm thanh trống rỗng đó cũng không hề hạ thấp, mà ngược lại nghe tương đối rõ ràng. Đi thì chắc chắn là phải đi, dù gì 160 vạn cũng không ít rồi, nhưng anh họ đúng là không nỡ bỏ em, cũng không nỡ bỏ đứa bé trong bụng em. Cậu gì thân, cốt nhục thân, đánh gãy xương cốt còn liền gân, Tiểu Tĩnh, em nói em nỡ để anh cứ thế này mà đi sao? Lời nói của Miêu Kinh Luân càng bỉ ổi hơn, cái bóng của gã cũng tiến gần lên trước một chút, đã sắp đến trước mặt Miêu Tĩnh rồi. Miêu Tĩnh bất thình lình nói một câu, đánh gãy xương cốt, còn liền gân. Anh chẳng phải muốn lấy mạng tôi sao? Câu nói này của cô ta lại khiến tôi ớn lạnh. Tiếp đấy Miêu Kinh Luân lại vội vã nói một câu, Tiểu Tĩnh, đêm hôm kia là anh lỡ tay mà, em cứ bắt anh đi bằng được, anh mới đẩy em một cái, em xem, anh chẳng phải lập tức quay lại ngay, còn giúp em đuổi bỏ hai thằng đeo bám lấy nhà em còn gì. Tối nay chẳng phải lại vội qua luôn đây sao? Tóc em cũng rối quá thế, nào, để anh họ giúp em chỉnh lại một chút. Tôi đã đi đến phía trước cửa sổ. Hơn nữa tôi còn biết, đã muộn rồi. Tôi không kịp vào trong phòng. Bởi vì Miêu Tĩnh đã phát hiện ra tôi. Lúc này cánh cửa sổ trước mặt, hơi hơi mở hé ra một đường rãnh, cái con mắt trống rỗng chết chóc của Miêu Tĩnh đang nhìn đối diện với tôi. Một cánh tay của cô ta đang đẩy trên cánh cửa sổ. Mái tóc rối bù, gần che hết nguyên cả khuôn mặt, hầu như chỉ còn lại một con ngươi lộ ra ngoài. Hơn nửa tay của Miêu Kinh Luân còn đang vuốt trên mái tóc cô ta. Gã cười càng bị ổi hơn, Tiểu Tĩnh, em còn mở cửa sổ ra làm gì, nhỡ đâu Thương Tượng về, để nó nhìn thấy thì không dễ xử lý đâu. Miêu Kinh Luân thò tay định đóng cửa sổ. Hai động tác này gần như đồng thời diễn ra. Miêu Kinh Luân cũng nhìn thấy tôi rồi. Đồng thời, gã cũng nhìn thấy phía dưới mái tóc của Miêu Tĩnh là một khuôn mặt phủ đầy lông nhung đen đỏ. Biểu cảm kinh sợ và khiếp hãi đồng thời xuất hiện trên mặt gã. Giây tiếp theo, Miêu Tĩnh đột nhiên cười cười. Anh ấy ở nhà. Có điều, sau này anh sẽ không còn làm phiền chúng tôi nữa. Miêu Tĩnh càng dùng lực mạnh hơn, khiến cánh cửa sổ hoàn toàn mở ra luôn. Cùng lúc này, cô ta cũng đưa tay lên, một phát bóp lấy cổ của Miêu Kinh Luân. Miêu Kinh Luân muốn hét lên, nhưng không hét ra tiếng được. Rầm một phát, cái đầu của gã đập thẳng lên trên bậu cửa sổ. Rắc một tiếng xương nứt gãy vang lên. Đầu của Miêu Kinh Luân bị rách một đường, máu trong chớp mắt đã bắn ra, gã liên tục co giật, rõ ràng là đau đớn đến cực điểm, không ngừng quằn quại. Máu rơi xuống dưới chân tôi, suýt nữa là bắn lên người tôi. Động tác của cô ta quá nhanh, việc này chẳng qua chỉ trong có mười mấy giây mà thôi. Tôi đã vừa rút gậy khóc tan ra xong, nhưng hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản cô ta. Miêu Kinh Luân chẳng biết là sống hay chết. Tôi chằm chằm nhìn Miêu Tĩnh, trong lòng ảo não đến cực điểm. Mẫu tử sát nếu mà giết người thật thì sẽ chẳng còn khả năng đỡ âm linh nữa, căn bản không tiễn đi nổi. Miêu Tĩnh cũng dùng đôi mắt trống rỗng nhìn sang tôi, da mặt cô ta co giật mấy phát, giống như đang cười một cách vui vẻ. Nó sắp chết rồi, nó không thể chết nhanh gọn như thế được. Câu này của cô ta là đang nói với tôi. Mày nghe thấy rồi, nhìn thấy rồi, mày cũng sắp chết rồi. Giây tiếp theo, cả nửa người Miêu Tĩnh thò hẳn ra ngoài, hai tay túm về phía cổ tôi. Động tác của cô ta cực nhanh, cũng vô cùng hung hãn. Gậy khóc tan vốn đã được rút ra rồi, tôi cũng không giữ chút sức nào, vung cây gậy lên, rầm một phát liền đập lên trên đầu Miêu Tĩnh. Phụt một tiếng, khói trắng bốc lên. Miêu Tĩnh hét lên một tiếng thảm thiết, cô ta vụt lùi ra sau, nhưng lại trợn mắt nhìn tôi một cách càng hung hãn dữ tợn hơn. Tốc độ của tôi không chậm, ép thẳng người lên trước, lại là một gậy đập lên trên ngực của Miêu Tĩnh. Trong tiếng kêu la thảm thiết liên hồi, lông nhung trên người cô ta nhanh chóng tiêu tan, nhưng trong chớp mắt lại mọc đầy lên. Biết ngay mày không phải người tốt. Tao liều với mày. Giọng nói run rẩy và phẫn uất của Miêu Tĩnh chói tai đến cực điểm, gần như xé rách màn đêm, khiến màn nhĩ tôi đau buốt. Cô ta lại lần nữa chồm về phía tôi đập thẳng một gậy trúng hai tay của cô ta. Trong tiếng xèo xèo, hai tay cô ta liền bị nát rửa luôn thành một mảng đen xì, sau khi tiếp tục bị lông nhung màu máu bao trùm, liền trở nên càng ghê rợn kinh khủng hơn. Nỗi ấn lạnh trong lòng tôi không hề giảm bớt, cô ta trúng từng đó gậy của tôi mà vẫn chưa ngã xuống, cũng không bị đánh tan hồn phách, huyết sát quả đúng không thể xem thường. Trong tiếng vù vù, Miêu Tĩnh vung ngược cánh tay một phát, đánh về phía mặt tôi. Mà lúc này tôi đang trong giai đoạn lực đánh vừa dùng hết, chưa kịp lấy hơi, nhất thời đúng là lộ ra sơ hở. Trong nháy mắt, tôi nhấc chân lên đạp một phát trúng phần tường ở phía dưới cửa sổ, cả thân người liền bay ngược ra sau. Rầm một tiếng, tôi ngã nhào ra đất. Nhưng phía sau lưng lại truyền lại tiếng bước chân vội vã, giọng nói của Thương Tượng rõ ràng đầy vẻ hoảng hốt, là tiên sinh, cậu không sao chứ? Lại bóp một tiếng, cửa sổ phòng lập tức bị đóng chặt lại luôn. Bảo chúng nó cút. Giọng nói the thé của Miêu Tĩnh vọng ra, kèm theo vẻ cuồng loạn. Lưu Văn Tam và Thương Tượng đồng thời dìu lấy hai bên vai trái phải của tôi. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, nắm chặt lấy gậy khóc tan, cảnh giác nhìn về vị trí cửa phòng. Nhưng Miêu Tĩnh không hề đuổi theo ra ngoài. Thứ bị đóng chặt không chỉ có cửa sổ, mà còn cả cửa phòng. Đúng là hung dữ thật. Lưu Văn Tam rút trảm quỷ đao ở thắt lưng ra, một tay giật lấy món đồ ở trong tay Thương Tượng. Tôi cũng đã chú ý đến, trong tay Thương Tượng, đang nắm chặt một chiếc la bàn nhái. Chắc là Thương Tượng khắc xong la bàn, ra ngoài thì vừa vặn nhìn thấy tôi ngã xuống. Chỉ có điều Thương Tượng lại né ra luôn. Lưu Văn Tam nhíu mày nói, ông né làm gì, la bàn nhái đưa cho Thập Lục, vợ ông quá dữ, nếu không trấn áp thì còn phải chết người, vừa nãy ông không nhìn thấy à. Đầu thằng anh họ vợ ông bị đập cho nở hoa luôn rồi kia kìa. Sắc mặt Thương Tượng trắng bệch, anh ta nắm thật chặt la bàn nhái, ánh mắt cũng nhìn về chỗ cửa phòng. Chú Văn Tam. Tôi gọi Lưu Văn Tam một tiếng, cũng lắc lắc đầu. Trong sân lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Tôi cũng phát giác ra một chút vấn đề. Sau khi Thương Tượng ra ngoài, Miêu Tĩnh liền chẳng có động tĩnh gì, giây trước còn phải giết tôi bằng được, bây giờ lại im lặng đến mức không một tiếng động. Câu nói cuối cùng đó của cô ta, chẳng phải chính là đang ra lệnh cho Thương Tượng đuổi chúng tôi đi sao? Chấp niệm của xác sống, cuối cùng vẫn mạnh hơn so với oán khí và sát khí của huyết sát. Là tiên sinh, cứu lấy cô ấy, đừng làm cô ấy bị thương, được không? Môi Thương Tượng mấp máy, giọng điệu cũng toát ra vẻ van vĩ. Anh ta giơ tay, đưa la bàn nhái cho tôi. Cũng vào lúc này, trong phòng vọng ra một câu nói thê lương và như cầu khẩn của Miêu Tĩnh, chồng, bảo chúng nó đi đi được không, như thế chúng ta có thể yên ổn sống tiếp, không ai có thể quấy nhiễu chúng ta nữa. Thương Tượng cắn chặt môi, gần như cắn đến rỉ máu, thân người anh ta cũng không kiềm chế được mà đang run rẩy. Tôi không giơ tay ra đỡ lấy la bàn nhái, tư duy trong đầu óc cũng nhanh chóng lướt qua. Tôi đang suy nghĩ về mức độ khả thi của việc tôi và Lưu Văn Tam cùng đồng thủ. Đồng thời cũng lờ mờ có một dự định khác. Nhưng lúc này Thương Tượng lại hoảng hồn lên, anh ta hỏi tôi tại sao không lấy la bàn nhái nữa. Tôi chầm chầm nhìn cánh cửa sổ, làm một động tác giơ thẳng bàn tay với Thương Tượng, ra hiệu cho anh ta đừng nói gì. Tiếp đấy tôi lại trầm giọng mở miệng nói, Miêu Tĩnh, tôi biết chấp niệm của cô sâu nặng, nhưng con người sống chết có số, cô và Thương Tượng đã không còn cơ hội nữa rồi. Nếu như cô vẫn quyết không chịu đi, chúng tôi chỉ còn cách cưỡng chế trấn áp cô, như thế cô cũng sẽ không còn lành lặn trước mặt Thương Tượng nữa. Giọng nói cầu khẩn của Miêu Tĩnh lập tức trở nên hoàn toàn lạnh ngắt, mơ mộng hão huyền. Tôi tiếp tục nói, kiểu xác sống huyết xác chết vẫn không chịu tắt thở như cô, tôi không chỉ gặp qua một người, từng trấn cũng từng giết, xác Thanh Thi còn hung dữ hơn cô, chúng tôi cũng từng đối phó, cũng thường thường thôi. Cô cứ giữ đi, nhưng như thế cũng sẽ không có khả năng may mắn thoát được nữa. Huống hồ, cô còn mang theo một đứa bé không phải con của Thương Tượng, mà đòi sống cùng anh ta, như thế công bằng không? Cùng lúc tôi dứt lời, Miêu Tĩnh cũng không tiếp tục mở miệng nữa, mà ngược lại từ trong phòng vọng ra tiếng gào khóc đầy đau khổ. Tiếng khóc này không ngừng lả lướt nơi đáy lòng người ta, vô cùng bức bối. Sắc mặt Thương Tượng ngày càng trắng bệch ra, thân người anh ta liên tục run rẩy, đôi môi mấp máy, hình như đang nói sao có thể thế được. Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cơ hội không phải là tôi cho cô, mà còn phải xem mệnh số có cho cô cơ hội hay không, nếu như anh họ cô chưa chết, thì cô còn chưa gây ra tội lớn, để bọn tôi cứu mạng hắn ta, rồi sẽ đưa hắn ra trừng trị trước pháp luật. Tôi có thể đỡ âm linh cho cô, đứa bé đó để cho người nhà anh họ cô thờ cúng, còn về cô sau khi tắt thở xong, tôi sẽ thay cô tìm một phần mộ, để cô yên ổn hạ táng đầu thai, cũng có thể khiến phong thủy phần mộ của cô phù hộ cho Thương Tượng. Cô yêu anh ta sâu đậm không phải giả, nhưng cô cũng có lỗi với anh ta, chấp niệm của cô sâu nặng, nhưng cũng ích kỷ, đừng đã sai rồi lại sai thêm nữa. Tôi nói cực nhanh, cũng cực kỳ ác liệt. Đầu mày của Lưu Văn Tam thì ngày càng nhíu chặt. Trong lúc tôi ngừng lại, lão nói, Thập Lục, mày cứ phí lời với nó làm gì, huyết sát có thể nói thông đạo lý được sao? Rồi lão liền định đi thẳng về phía gian phòng. Nhưng, cửa sổ đột ngột mở ra. Một bóng người bị ném mạnh ra ngoài. Rầm một phát rơi xuống dưới đất trước mặt tôi và Lưu Văn Tam. Người này chẳng phải chính là Miêu Kinh Luân sao? Đầu gã toàn là máu, còn có thể nhìn thấy vết thương và mảnh xương trên đầu, vẫn đang co giật, vết thương ở vị trí cổ gã rất sâu, không phát ra tiếng, chắc là cổ họng bị bóp vỡ rồi. Gã vẫn còn động đậy được, liền khiến tôi rất mừng. Càng khiến tôi kích động hơn nữa là cách làm của cô ả Miêu Tĩnh này. Tôi kỳ thực cũng chỉ mang tâm thế thử xem sao. nhưng không ngờ, cô ta đúng thật vẫn còn một chút lý trí. Tôi lập tức liền rút điện thoại ra gọi 120. Giây tiếp theo, Miêu Tĩnh lại bất thình lình nói một câu, các người đều đi đi, để chồng tôi vào phòng. Mặt Lưu Văn Tam ngay lập tức liền biến sắc. Lão rõ ràng mang vẻ mặt đừng có hồng, cũng định mở miệng. Tôi liền đưa tay lên nhắc lời lão, hơi nheo mắt lại, tư duy cũng nhanh chóng xẹt qua. Lúc Miêu Kinh Luân bị ném ra xong thì cửa sổ đã liền bị đóng lại ngay, cũng chẳng nhìn thấy được thần thái của Miêu Tĩnh lúc này. Có điều tôi có thể suy đoán, xác suất lớn là Miêu Tĩnh sẽ không giết Thương Tượng. Chỉ là việc để cô ta tự nguyện tắt thở, khả năng cũng rất nhỏ. Cô ta đưa Miêu Kinh Luân ra ngoài, sợ rằng cũng chỉ là muốn cho mình có một con đường lùi. Tôi bây giờ đang suy nghĩ, có nên trực tiếp động thủ luôn hay không? Như thế này trấn áp xong Miêu Tĩnh, cũng có cơ hội bình an tiễn cô ta đi. Sẽ không phải giống như lúc trước, Miêu Kinh Luân mất mạng, cũng chỉ có thể cưỡng chế trấn chết Miêu Tĩnh. Nhưng đúng vào lúc này, Thương Tượng lại đột ngột mở miệng, giọng anh ta khàn khàn, nói một câu, là tiên sinh, Lưu tiên sinh, hai người đi trước đi. Câu nói này khiến tôi chau mày lại. Có điều giây tiếp theo, tôi lại phát hiện ánh mắt Thương Tượng có chỗ không bình thường, ánh mắt anh ta dường như đang nhìn la bàn nhái, vẻ mặt rõ ràng là thái độ dò hỏi. Tôi nhìn một cái là hiểu ý anh ta. Mò lấy định la bàn ra, tiếp đấy tôi lại đem định la bàn đặt lên trên đỉnh đầu mình, cũng chỉ một phát như thế rồi tôi liền lấy ngay xuống, đồng thời gật gật đầu với Thương Tượng. Tiếp đó, Thương Tượng lại quát lên một câu, các người còn không đi à, để tôi phải đuổi các người đi sao? Đồng thời anh ta cũng đút la bàn nhái vào trong túi. Chú Văn Tam, chúng ta đi. Tôi trầm giọng nói. Giọng của tôi cố ý nhấn rất mạnh. Lưu Văn Tam cũng chẳng đần, lão thậm chí còn thêm dầu vào lửa bằng cách cười khẩy mấy tiếng, rồi mới đi ra phía ngoài cổng. Lúc Thương Tượng đi về phía gian phòng, thần sắc rõ ràng còn kèm chút đau thương. Hai người chúng tôi ra khỏi cổng, cũng đồng thời khiêng Miêu Kinh Luân ra ngoài. Khóe mắt liếc thấy Thương Tượng đã vào trong nhà. Ngoài cổng, ánh trăng thê lương. Phùng Khuất nhanh chóng xuống xe, kinh ngạc nhìn Miêu Kinh Luân, hỏi chúng tôi tại sao lại để thành thế này. Thương Tượng đâu? Tôi làm một động tác suyệt. Chung quy chúng tôi cũng chẳng rời đi, nên liền đợi ở đây. Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã tới, tôi ra hiệu bảo Phùng Khuất đưa người đi, hơn nữa còn bảo hắn báo cảnh sát, cùng với việc giữ mạng sống cho Miêu Kinh Luân cũng cần khống chế gã, còn về nguyên nhân trong đó, tôi cũng nói đơn giản mấy câu. Phùng Khuất biểu thị đã hiểu, việc này cũng đã đủ để báo án bắt người rồi. Sau khi Phùng Khuất theo xe cứu thương rời đi xong, bên ngoài cổng chỉ còn lại tôi và Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam rút ra mấy điếu thuốc, cứ liên tục nhìn cổng nhà. Lão nhíu mày nói nhỏ, Thập Lục, liệu mày có hơi bị mạo hiểm quá không? Có đáng tin không? Đợi chút nữa mà cái mạng của Thương Tượng cũng tèo, là thành một đôi uyên ương số khổ luôn. Tôi đang định mở miệng, nói suy đoán và dự định của tôi ra. Thì cũng vào lúc này, trong khu nhà đột ngột vọng ra một tiếng hét thảm thiết, và còn cả tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Mặt tôi lập tức biến sắc. Giờ còn chưa đỡ âm linh, tại sao có thể sinh nở được? Cô ả Miêu Tĩnh này làm cái gì vậy? Lẽ nào là tôi tính sai rồi? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.